Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp một cây viết mới lần đầu tiên đến với kênh của chúng ta, Ân Lâm. Bạn ấy sẽ giới thiệu đến cho quý thính giả tập truyện Làng Ma Trên Đèo Hải Vân. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Một, hai, năm cái. Trời ơi, năm cái rồi. Hả? Có chuyện gì em? Anh nói rồi, bây giờ là lúc xe đang lên đèo đó. Em cứ nhìn ra ngoài như vậy, dễ bị giật mình lắm đó. Tài lo lắng hỏi thương. Khi thấy cô bất ngờ kêu lên khe khẽ, Tài không ngừng vuốt ve lưng cho cô bình tĩnh lại. Thương không quay đầu, chỉ từ từ hướng tay về phía cửa sổ mà rung giọng đáp lời anh. Năm cái á, chỉ chưa đầy một cây số thôi mà có tới tận năm cái miếu thờ. Miếu gì vậy anh? Sao lại trải đầy giấy tiền nhang mã với bông thọ vậy? Em đừng nghĩ nhiều, đó chỉ là những ngôi miếu thờ thổ địa thôi, được các bác tài với dân quanh vùng lập nên để mà nhờ thần bảo hộ người tham gia giao thông ở đèo này thôi. Em đang say xe, đừng có nhìn ngang ngó dọc nữa. Chịu khó chợp mắt chút đi. Qua cúc đèo này là tới nhà của anh rồi. Tài dịu giọng trấn an thương. Đối với một người say xe lại phải đi qua một cung đường hiểm trở như đèo Hải Vân, khó trách tại sao cô lại lo lắng hồi hộp đến như vậy. Đó không phải là miếu thờ thổ địa đâu, là miếu thờ vong hồn đó. Đường lúc đang an ủi người yêu thì từ ghế sau bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp như vọng về từ tận cùng của cõi âm ti địa ngục, khiến cho cả Tài và Thương giật thoát mình. Không nói không rằng, cả hai vô thức quay về phía sau. Đập vào mắt họ là một cụ bà khoảng ngoài 60, dáng người nhỏ thó nhưng đôi mắt rất tinh anh. Đối diện với hai người trẻ đang nhìn mình, bà nhoẻn miệng cười để lộ cái miệng đang nhai trầu đỏ tươi như một bát tiết canh thay cho lời chào hỏi. Khẽ rùng mình vì sợ hãi, nhưng Thương vẫn không kìm được sự tò mò mà hỏi bà cụ. Miếu vong hồn là sao vậy bà? Bà kể cho con nghe thêm được không? Tài lây Thương, nhưng cô vẫn phớt lờ, một mực muốn tìm hiểu sâu hơn về những ngôi miếu được lập ở ven đường kia. Thân là một sinh viên ngành đông phương học, Thương đặc biệt hứng thú và quan tâm đến các chuyện tâm linh trên dọc miền tổ quốc. Nay có dịp mục sở thị qua người thật kể lại, cô vừa có thể dựa vào đó để bổ sung luận văn, lại vừa giúp mình phần nào đó áp đi cơn khó chịu đang chực chờ tuôn ra từ dạ dày. Nhận ra cô gái này thật sự muốn tìm hiểu những câu chuyện tâm linh ở đây, bà lão lấy cái bọc ni lông ra rồi nhổ toẹt bãi nước trầu vào đó. Khẽ chép miệng mấy lần, bà nhìn như muốn xoáy sâu vào đôi mắt của Thương, rồi cất giọng. Cháu nhìn vào bên trong những ngôi miếu đó chưa? Không thấy nó có điểm gì khác lạ sao? Dạ, cháu lướt qua thôi à. Do xe chạy nhanh quá, cho nên chưa có nhìn rõ. Chỉ thấy bên trong tối đen, chính giữa bài đúng một bát hương nghi ngút khói. Phía trước án còn được sắp rất nhiều trái cây, rồi rải rác xung quanh là những bó hoa thọ với giấy tiền vàng mã nữa. Đó chính là điều kỳ lạ đó. Bà lão nhoẻn miệng cười, chậm chậm tiếp tục cắt nghĩa cho Thương khi cô trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Miếu thờ được phân ra làm hai loại, đó là miếu âm và miếu dương. Những ngôi miếu bên trong có thờ các vị thần, vị Phật hay bất kỳ một nhân vật nào đó có tên trong bản phong thần thì được gọi là miếu dương. Những ngôi miếu này thường được xây dựng ở nơi dễ thấy, bước vào tạo cho người ta cảm giác trang nghiêm và thanh tịnh. Còn miếu âm lại thờ cúng đa dạng hơn, từ các vị tán tiên giả thần
được dân gian truyền miệng, đến các loài hồ yêu tu luyện thành tinh, cô hồn dạ quỷ chất dưỡng gian đường. Điểm chung duy nhất của các ngôi miếu này là trong am chỉ độc nhất một bát hương, ngoài ra không còn thứ gì khác. Nói một cách đơn giản, chỉ cần không thờ chính thần thì đều là miếu âm. Những ngôi miếu này thường được xây ở những nơi hẻo lánh, đến gần sẽ cho mình cảm giác lạnh lẽo âm u đến rợn người đó. Nghe đến đây, Thương không kìm được mà rùng mình một cái. Nếu đúng như những lời bà lão vừa nói, vậy năm ngôi miếu cô vừa thấy ven đường đều là miếu âm hết sao? Nhưng những ngôi miếu này thờ cái gì? Cớ vì sao chỉ trong một đoạn đèo ngắn ngủi lại có đến hàng chục cái miếu như thế? Đường lúc đang hỏi thêm thì bà lão phía sau bỗng thở dài thường thượt, cất cái giọng the thé pha lẫn chút âu sầu mà nói to. Đó, vừa nói xong lại có người đến cầu hồn đón người thân về nhà kìa. Hướng ánh mắt về nơi bà lão đang nhìn, Thương chấn kinh. Lại thêm một cái miếu âm nữa. Nhưng cái miếu này có chút khác so với mấy cái kia. Nó còn rất mới, như thể vừa được xây lên mới gần đây. Khúc này đường xấu nên tài xế chạy chậm, giúp cho Thương nhìn rõ hơn. Bao quanh cái miếu là một vòng người. Ở giữa là một người đàn ông trung niên, vận áo đạo bào vàng rực, đang quỳ trước miếu mà lẩm nhẩm cái gì đó. Ông ta lấy ra một đống quần áo và đồ chơi trẻ con, trực tiếp châm lửa đốt cháy tất cả. Dưới tác dụng của xăng, đống đồ vật rất nhanh đã bị thiêu thành một đống tro tàn. Ông ta đốt hết đống tro và một ít đất ở khu vực gần đó, đem bỏ vào một cái bình sứ trắng. Đoạn lại quỳ xuống mà cắm vào bát hương ba cây nhang. Một người đàn ông và một người phụ nữ trong đoàn nãy giờ đang khóc lóc thảm thiết cũng bất ngờ quỳ xuống theo mà bái lại. Hai người họ cứ thế mà vừa khóc vừa khấu đầu liên tục, đến khi chiếc xe khách đã bỏ xa ngôi miếu một đoạn. Thường vẫn thấy lờ mờ hai thân ảnh đang liên tục khấn vái. Văng vẳng bên tai là tiếng khóc thương ai oán đến động lòng người. Bà ơi, mấy người kia đang làm gì vậy? Ai, người ta đang gọi hồn về đó. Ở cái đoạn vừa rồi, mới đầu tuần trước xảy ra vụ tai nạn giao thông. Nghe đâu là trời tối, tài xế không nhìn được khúc cua nên đâm vào vách núi, chết cả chục xác chứ chẳng đùa. Thế là thân nhân của người tử nạn e nhau ra lập cái miếu thờ đó. Lại thêm nhìn vào đống quần áo với đồ chơi bị thiêu lúc nãy, lão đoán là trong số những người bỏ mạng có đứa con của gia đình kia. Nay họ mời thầy đến để làm lễ gọi hồn cho con về đoàn tụ với gia đình. Ôi, tội quá, còn bé xíu như vậy mà đã chết rồi. Khổ thân thằng bé. Ý bà là những ngôi miếu ven đường kia đều là lập nên để thờ những người đã chết trên đoạn đèo này hay sao? Lão nói rồi, dọc 20 cây số đường đèo này á, chủ yếu là những ngôi miếu âm được lập nên để thờ những người chết quan đó, rồi chết thảm vì tai nạn giao thông trên đoạn đèo này. Đèo này từ xưa đến nay nổi tiếng với những vụ tai nạn kinh hoàng mà, cả những vụ lật xe khủng khiếp nữa. Số người bỏ mạng không đếm xuể đâu, hại lắm. Bây giờ nhớ lại lão vẫn còn thấy váng cả đầu đây nè. Vừa nghe bà lão đề cập đến những chuyện tâm linh, Thương nóng lòng được nghe nhiều hơn nữa. Về phía bên này, dù đã ra sức khuyên can nhưng vẫn không lay chuyển được bạn gái. Tài đành bất lực để cho cô muốn làm gì thì làm. Chốc chốc lại quay xuống lườm bà lão kia thật lâu. Cuối cùng dưới sự nài nỉ của Thương, bà lão đành kể lại những gì mình biết
về con đèo ma mị này. Mặc dù thân là người ở vùng này, nhưng lão chưa chứng kiến những sự việc quỷ dị hay ma mãnh nào ở con đèo này bao giờ cả. Chỉ nghe qua lời kể của những lơ xe, tài xế thường xuyên đi qua đây thuật lại thôi. Có người thì thấy một người phụ nữ tay bồng đứa con đứng ở ven đường để xin đi nhờ. Khi tới gần thì mới phát hiện ra thứ ả đang bồng lại chính là cái đầu của bản thân. Dịch trắng đục hòa với máu tiết ra phủ đỏ cả một mảng. Rồi có người đang lái xe thì nghe phía sau có tiếng lộp cộp. Quay đầu ra nhìn thì thấy nguyên một con trâu đen khổng lồ, hai mắt đỏ rực như hai ngọn đèn pha. Hòa trong cái tiếng vó trâu mạnh bạo là cái tiếng cười khanh khách ma quỷ của một đứa trẻ. Thông qua gương chiếu hậu, một thằng bé da bợt như người chết đuối, khoác lên mình một cái áo đỏ rực như máu tươi, đang cưỡi trên đầu trâu, hướng thẳng vào đuôi xe mà liên tục ủi vào. Một người, hai người thì lão còn nghĩ là bịa chuyện, nhưng đây thì ngày nào tháng nào cũng có người bị nhát mà. Mỗi năm trên đèo này lại xảy ra biết bao nhiêu tai nạn chết người. Cho nên có muốn tin đèo không có ma quỷ trú ngụ cũng khó mà tin được lắm. Ôi trời ơi, mấy cái chuyện mà có dớ dẫn như vậy mà bà vẫn đem ra kể cho được, ai biết người ta cười cho đó bà. Giọng nói sang sảng của một người đàn ông ở hàng ghế bên bất ngờ vang lên, mạnh bạo cắt đứt câu chuyện mà bà cụ đang kể dở. Bà cụ thấy thế thì hơi nhăn mặt, đánh ánh mắt như cú vọ châu thẳng vào ông ta. Ý của chú là già đang nói phét phải không? Rồi cháu nào dám bảo bà vậy? Cháu bảo là bảo mấy thằng tài xế với lơ xe bà mới kể đó là bốc phét thôi. Cháu qua cái đèo này cũng ngót nghét chục lần chứ không có ít, có bao giờ gặp ma hay thấy chuyện tâm linh gì đâu. Người đàn ông khẽ hừ lên một tiếng giễu cợt, toàn câu toàn ý, chính phần là chọc ngoái bà cụ kia. Bà cụ cũng không vừa, đương định lựa lời phản pháo thì đã bị anh lơ xe kế đó giành lời. Nghe mà nói vậy, em biết lòng anh chưa bao giờ qua đèo Hải Vân vào trời tối rồi đó. Ừ, sao chúng mày lại biết? Thì người ta chỉ gặp ma vào trời tối thôi mà. Theo mà anh nói không bao giờ gặp ma hay tai nạn là em đoán được ngay. Lời bà cụ nói nãy giờ là thật đó. Ngay cả em chỉ bắt tài mới tháng trước đây thôi, vừa bị nhát cho một trận lúc đang tấp vô lề chập mắt đây nè. Vậy hả? Đâu chú em mày kể thử đầu đuôi mọi chuyện anh nghe xem. Vừa nói, người đàn ông trung niên vừa dúi vào tay anh lơ xe một tờ 200 mà hối thúc kể chuyện. Cũng không để cho mọi người chờ lâu, anh lơ xe giới thiệu mình tên là Tuấn, rồi bắt đầu câu chuyện của mình. Anh nhớ như in vào cái ngày hôm ấy, sau khi trả khách từ Sài Gòn về Hà Nội, thấy trời cũng đã dần về khuya, anh cùng chú Hùng tài xế chính của xe tấp vào đoạn lề để nghỉ lại, đợi qua giờ âm, tức là 12 giờ tối đến 3 giờ 3 phút sáng thì mới tiếp tục lên đường. Khi đó Tuấn cũng lấy làm lạ lắm, sao không chạy đi luôn mà cứ phải đợi qua cái giờ đó làm gì. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng không dám hỏi. Thầm biết trong cánh tài xế đường dài luôn có những quy tắc và cấm kỵ riêng. Khuya đó, trong lúc đang ngả lưng trên ghế lái phụ thì Tuấn giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gió rít mạnh bạo. Ngoài trời, gió thổi mỗi lúc một phần vũ. Những cây đại thụ trên hẻm núi gần đó theo từng đợt phong ba mà thi nhau ngã nghiêng. Dưới ánh trăng nhàn nhạt và ngọn đèn đường, chúng hằn lên kính xe những bóng hình như
chục người đang giơ cánh tay dài lêu nghêu lên mà nhảy múa. Một cuộc thác loạn của quỷ ma. Tiếng sấm bắt đầu vang lên tới tấp, từng tia sét theo nhau mà cũng nhá lên từng tia ngang dọc, như thể muốn xé toạc cả một vùng trời rộng lớn mới vừa nãy đây thôi còn rất đổi yên bình. Gió mỗi lúc một rít mạnh, chúng va vào cửa như có ai đáp sỏi tới tận nơi mà anh đang nằm. Toàn bộ cái xe dường như đang rung chuyển, các bóng đèn theo cơn mưa cũng bắt đầu dở chứng. Sau một lúc chập chờn thì từ từ mới tắt hẳn đi. Sau làn mưa, Tuấn mơ hồ thấy có một thứ gì đó như con người đang ngồi vắt vẻo trên thanh chắn ngăn giữa đường lộ và vực thẳm. Sợ hãi, Tuấn định cất giọng gọi chú Hùng thì ngay lập tức đã bị một bàn tay to lớn bịt kín miệng lại từ phía sau. Nhất thời hoảng loạn, Tuấn chỉ biết ú ớ. Thay vì nới lỏng ra, bàn tay kia lại càng siết chặt hơn. Ngước mặt nhìn lên, ai mà ngờ được người che miệng anh lại chính là chú Hùng. Mặt chú lúc này sợ đến cực điểm, nước da trắng nhợt không còn giọt máu, khẽ run rẩy đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Tuấn nhanh chóng hiểu ý rồi vội gật đầu. Tới khi chú Hùng nới lỏng tay ra, Tuấn mới thì thầm khẽ hỏi: Có chuyện gì vậy chú? Sao mà tự nhiên lại... Mày không nghe thấy gì sao? Nghe cái giọng thều thào run rẩy của chú Hùng, Tuấn lập tức nhận ra có điều gì đó không hay đang xảy ra. Anh vội ghé sát vào cửa kính để cố nghe ngóng mọi thứ xung quanh. Và rồi anh chết điếng vì kinh hãi. Ngoài tiếng lá cây xào xạc, từng đợt mưa vần vũ va đập vào thành xe, Tuấn còn nghe được hòa trong tiếng gió ù ù đó là cái tiếng cười khanh khách truyền ra từ chỗ rào chắn. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, đập vào mắt anh là một hàng người, già có, trẻ có, nam nữ có đủ cả. Họ ngồi vắt vẻo trên thanh chắn, lưng quay xuống vực, nhìn chằm chằm vào chiếc xe của bọn anh. Đám người này rất là dị. Trời đang mưa như trút nước, lạnh cắt da cắt thịt, vậy mà không đi tìm chỗ nấp. Họ ngồi xổm, nhưng hai mũi chân lại kiễng lên, khẽ khàng lắc lư qua lại theo từng cơn gió mạnh bạo. Đôi khi cái cơ thể cứng đờ ấy lại rung lên bần bật sau từng tràng cười lớn. Cuối cùng Tuấn cũng bắt đầu hiểu vì sao chú Hùng sợ đến như vậy. Ghì chặt lấy chúng, anh nói như người bị đứt hơi: Ngoài kia là cái gì vậy chú? Có con hải quá, bây giờ phải làm sao đây? Mà núi đèo Hải Vân đó, nhắm mắt lại đi, đừng có nhìn chúng nữa. May mà tao dừng lại kịp thời, lúc nãy mà cố chấp đi tiếp là bị xô xuống vực mẹ rồi. Tuấn à, mày biết đọc kinh cầu an hay không? Con không biết chú ơi. Tuấn nói mà như sắp khóc. Chú Hùng cũng rối bời theo: Trời ơi, dân làm nghề đi đêm mà không biết mấy cái này là chết rồi. Nhanh, lấy điện thoại ra, tìm kinh cầu an, đọc liên tục cho tao. Tuyệt đối không được dừng, dừng lại là chết đó. Vội vội bàng bàng, cả chú Hùng và Tuấn hôm ấy thức trắng đêm, miệng liên tục đọc kinh cầu an, cho đến khi rạng sáng mới dám dừng lại. Do đọc kinh suốt 4 tiếng đồng hồ liên tục, miệng của Tuấn bị trẹo sang một bên. Cái lưỡi đêm qua bị chuột rút đến 6 lần, nay cũng không hoạt động được nữa, khiến cho anh vốn đã mập, nay lưỡi lại cứ phải thè ra, trông không khác gì con chó mặt sậy vừa đi chạy điện kinh về đang thở phì phò. Nghe xong câu chuyện của anh Tuấn, ai nấy trên xe đều mặt cắt không còn giọt máu, đặc biệt là người đàn ông trung niên lúc nãy. Bây giờ chỉ dám quay sang bà cụ gật đầu một cái, tỏ ý hối lỗi, rồi quay đầu lên trên. Thế vậy bà lão cũng không nhịn được mà thở dài một hơi. Ngước mắt lên phía trên, thấy cô gái trẻ đã bị mình dọa sợ. Bà vội xua tay, cố tìm một chuyện gì đó để thay đổi chủ đề. Nói chuyện nãy giờ á, lão đoán cô cậu không phải người dùng này phải không?
Dù đang cảm thấy vô cùng sợ và quỷ dị trong người, nhưng phép lịch sự tối thiểu, Thương vẫn cắn răng trả lời bà. Dạ, con đúng là người từ trong Nam ra ngoài này để du lịch. Nhưng mà riêng bạn trai con là người ở đây. Nhà cũng ngay đoạn giữa đèo, gần đến đền thờ ông Hổ thôi ạ. À, sao cậu lại không kể mấy chuyện này cho con bé để chuẩn bị tâm lý trước, chứ để nó nơm nớp cả quãng đường như vậy mà xem được sao? Tài nhíu mày khi nghe lời trách móc của bà lão xa lạ, rồi anh quay người xuống nhìn bà cụ, gật đầu cười cười nói cho qua chuyện. Dạ, cháu không tin vào mấy chuyện ma quỷ, lại thêm những người xung quanh cũng chưa có ai đụng phải mấy chuyện này bao giờ, cho nên không biết. Người yêu của cháu lại là người nhẹ vía, sợ nói ra mấy cái chuyện bán tính bán nghi như thế này lại khiến cho cô ấy thêm lo. Bà thấy đó, không biết thì thôi, chứ bây giờ đã biết rồi, cô ấy sợ tới mức bám riết lấy cánh tay cháu từ nãy tới giờ nè. Thầm thở hắt ra một hơi, Tài quay người lại phía trước. Tuy nói là như vậy thôi, chứ thân là người dùng này, anh sao có thể không biết những chuyện ma xô xe, quỷ cản đường ở đèo này chứ. Thậm chí anh còn biết được rằng hầu như dọc các tuyến đường bộ trên khắp đất nước, nơi nào cũng có những ngôi miếu nhỏ. Bình thường ít ai chú ý đến những ngôi miếu nhỏ xíu, cất đơn sơ, nằm khiêm tốn bên vệ đường hoặc bờ sông mép rạch như thế. Thế nhưng thử hỏi thăm lai lịch của những ngôi miếu ấy, khi nghe kể xong chắc chắn sẽ phải rùng mình. Ngoại trừ một số tín đồ tôn giáo xây miếu trước cửa nhà để thờ thổ thần, còn lại hầu hết những nơi khác, người ta cất miếu là để nhang khói cho những người chết oan, chết thảm khốc ở giữa đường. Vì vậy những ngôi miếu đó được gọi là miếu oan hồn, miếu âm là vì thế. Những cái chết oan và rùng rợn ở giữa đường chiếm số đông là vì tai nạn giao thông. Mà đã là chết tại chỗ do tai nạn giao thông thì hiếm có cái chết nào mà hiền. Chuyện nạn nhân bị tan xác, tai một nơi đầu một nẻo, đã ám ảnh tâm trí những cư dân sống ven quốc lộ thường xuyên. Có lẽ do chứng kiến và bị ám ảnh những cái chết thảm khốc ấy, cho nên người ta thường thấy ma quỷ. Và khi có người bị ma nhát, quỷ ghẹo, những nơi ấy người ta lập ngay cái miếu thờ. Về mặt tâm linh, người ta cho rằng những ngôi miếu đó sẽ giúp vong hồn người chết dễ được siêu thoát, không quấy rầy người sống. Nhưng tưởng bản thân đã thoát khỏi chuyện này, nhưng bà lão sau một hồi ngẫm nghĩ liền phát hiện ra có cái gì đó không ổn, mà vội run rẩy nói: Cậu nói nhà mình ở ngay khúc giữa đèo hả? Nhưng mà lão nhớ khu đó xung quanh đều là núi hoang, miếu thờ vong hồn thôi mà, làm gì có căn nhà. Tài Thương, ai là Tài Thương đâu? Xuống cuối xe lấy hành lý giùm em đi, tới nơi rồi nè. À nè, Lơ gọi kìa, nhanh xuống thêm. Khúc này gần ngay giữa đèo, xe cũng không có dừng lại được lâu đâu. Tài hối thúc Thương, tay không ngừng đẩy cô về phía trước, khiến cho Thương ngay cả một cái gật đầu tạm biệt với bà lão cũng không kịp. Sau khi đã đỡ bạn gái xuống xe, Tài quay lại cuối xe để lấy hành lý. Lúc lướt ngang qua bà lão, anh cố ý áp sát lại gần tai bà ta mà nói khẽ: Nè, bà lớn tuổi rồi, sao mà còn lắm mồm vậy? Có biết cái câu ít chết tại miệng là như thế nào hay không? Cảm nhận được một cổ quỷ dị phát ra từ người đối diện, bà lão muốn hét lên cầu cứu nhưng không được. Cổ họng như bị một thứ gì đó vô hình nắm lấy, rồi dần dần bóp chặt, trì trệ trong hơi thở. Bà ta khó khăn phát ra từng câu: Rốt cuộc cậu là ai? Bà không cần biết, bà chỉ cần biết một điều rằng những lời bà nói vừa nãy xem chút là làm hỏng chuyện tốt của các ngài rồi. Cô gái này là người được chọn để thế mạng cho các ngài, ý vậy mà bà lại phá đám, khiến cho cô ta xém chút nữa sợ hãi mà không đi với tôi nữa. Lẽ ra cái chết của bà đã được định sẵn trên con đèo này, nhưng thấy bà cũng là người tốt,
tôi thương tình chỉ điểm cho bà một con đường sống. Từ nay cho đến lúc chết, tuyệt đối không được bén mảng đến con đèo này. Nếu không các ngài xô xe che mắt, bà chết không toàn thây đâu. Nên nhớ, các ngài biết hết đó. Chỉ cần còn ở trong địa phận của con đèo này, bà nắm chắc cái chết. Quay trở lại phía Thương, khi vừa xuống xe, nhìn trước mặt là biển, sau lưng là vách núi treo leo, Thương không nhịn được mà khó chịu hỏi Tài. Sao lại xuống sớm vậy? Mình vẫn ở trên đại lộ mà anh. Anh nói rồi mà, nhà nó trên núi, đi thêm một đoạn nữa sẽ có lối mòn dẫn lên đó. Biết là như vậy, nhưng mà xuống sớm quá, đồ đạc đùm đề vậy mà. Cứ để anh xách cho. Em khoác cái ba lô nhỏ với túi xách là được rồi. Anh sợ em ngồi xe lâu nên khó chịu, xuống sớm hít chút gió trời cho thoải mái. Với lại anh cũng không muốn em nghe thêm mấy cái lời dớ dẫn của bà già kia. Nghe Tài nói vậy, lửa giận trong Thương cũng nguôi ngoai đi gần hết. Quả thật không hiểu sao từ lúc đi qua con đèo này, lòng cô luôn dấy lên một cảm giác khó chịu và sợ hãi đến mơ hồ. Xuống xe sớm một chút, hít chút khí trời có khi lại giúp lòng cô an yên lại. Với lại chỉ cần nghĩ đến việc ngày hôm nay được Tài dẫn về ra mắt gia đình, tim cô lại đập lên liên hồi vì vui sướng. Cuối cùng sau 4 năm yêu nhau và tìm hiểu, cuộc tình giữa hai người đã có bước biến chuyển rõ rệt. Nhưng đời không như là mơ, đường đến nhà Tài không ngờ lại xa kinh khủng như vậy. Sau gần một tiếng đồng hồ vật vã, vượt qua một đoạn dốc cao và một sườn đồi nhỏ, cuối cùng Thương cũng thấy được những ngôi nhà tí hon thấp thoáng nơi phía cuối con đường đất gồ ghề. Đang hồ hởi vì chuẩn bị tới nơi, Tài bỗng từ phía sau gọi giật ngược cô lại, giọng điệu thập phần nghiêm túc và u ám. Thương à, gia đình anh là một gia đình phong kiến, cho nên có một số hủ tục vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay. Anh muốn trước khi mình vào nhà đó, em chịu khó nhớ kỹ những điều cấm kỵ này, để tránh phạm phải thì không hay. Thoáng sững lại vài giây, Thương không ngờ vào thời đại này lại còn có gia đình tự đặt ra những quy định bắt người khác phải làm theo như thế. Cô hơi khó chịu đáp. Sao chuyện quan trọng vậy á mà bây giờ mới nói? Thôi anh cứ nói nhanh đi, cái nào không quá vô lý á thì em sẽ làm theo. Đầu tiên khi bước vào cổng phải là chân trái bước trước. Thứ hai là khi mẹ anh đeo chiếc tập về màu đỏ, dù mẹ nói cái gì cũng không được cãi lời. Thứ ba, nếu đêm nào trời âm u có trăng tròn thì tuyệt đối không được ra khỏi nhà nửa bước. Thứ tư, nếu em đang đi trên đường thấy một đám đông đang tụ lại thì phải ngay lập tức chạy ngược trở về nhà. Và đặc biệt khi ba mẹ anh tặng em tiền hay là đồ vật gì đó, tuyệt đối là không được nhận. Khi nào về lại Sài Gòn, anh sẽ giải thích tất cả cho em. Chưa đợi Tài nói xong, Thương đã gạt tay anh ra rồi khó chịu chất vấn. Chỉ mới là khách thôi mà đã nhiều quy tắc như vậy rồi. Thật không biết mai này về làm dâu lại còn sinh ra những cái nào nữa. Tài à, đây đã là thế kỷ 21 rồi, lại còn cái gì mà phải tuyệt đối nghe theo lời mẹ của anh? Lỡ như ba ấy có yêu cầu nào mà em không làm được thì phải làm sao đây? Những tưởng rằng sau khi mình bộc phát ra như thế, Tài sẽ nhanh chóng xuống nước và dỗ dành cô như mọi khi. Ngờ đâu Tài không những không thỏa hiệp mà ngược lại còn áp đặt. Anh biết là khó cho em, nhưng mà anh hứa, chỉ là một lần này thôi. Những lần sau khi em về đến nhà sẽ không bao giờ gặp phải những trường hợp tương tự nữa. Miễn là trong mấy ngày tiếp theo cố gắng không phạm vào những điều cấm kỵ, luôn cố gắng bám sát theo anh, là mọi thứ sẽ ổn. Thương à, em cố gắng vì anh có được không? Buồn nôn, mỏi chân
nóng nực. Bây giờ lại thêm hàng tá những điều luật bắt mình phải tuân theo một cách vô lý. Thương dường như đã mất hết kiểm soát, muốn bỏ về ngay. Nhưng đến khi nghe được câu cuối cùng của anh, lòng cô lại có chút không nỡ. Nhìn người đàn ông đã đồng hành với mình suốt 4 năm thanh xuân, trưng ra bộ mặt ủ rũ, Thương không nhịn được mà thỏa hiệp với anh một lần nữa. Chỉ lần này thôi đó, em không muốn lần nào đến thăm nhà anh cũng như đi nghĩa vụ quân sự đâu. Tài nở ra một nụ cười rạng rỡ khi nghe được câu này của Thương, vội nắm tay cô mà băng băng tiến về phía trước. Cuối cùng thì cả hai cũng dừng chân trước cổng nhà Tài. Tuy chỉ là một căn nhà ba gian với nước sơn đã đậm màu cũ kỹ, nhưng đứng trước sự to lớn và rộng rãi này khiến cho Thương phải giật mình choáng ngợp. Cột nhà gỗ lim, xà nhà gỗ trắc, chắn giữa khoảng sân được lót gạch tàu là một bộ bàn ghế tần bì. Nói thật, dù cô đã đi nhiều nơi, thấy được nhiều kiến trúc, nhưng để thấy được ngôi nhà tư nhân được làm hoàn toàn bằng gỗ quý như thế này, quả đúng là lần đầu tiên. Thấy cửa trong vẫn còn mở, đoán chừng là ba mẹ đang ở sau nhà, Tài cất giọng gọi lớn: "Mẹ ơi, tụi con về tới rồi nè." Sau một hai tiếng gọi, cuối cùng họ cũng đã ra. Ấn tượng của lần gặp đầu tiên khác xa với những gì mà Thương tưởng tượng. Cả ba và mẹ của Tài đều rất hiền lành, dân dã, không hề toát lên một chút gì cực đoan hoặc là phong kiến. Trời ơi, xuống xe hồi nào mà sao không gọi cho nhà biết, để ba đánh xe xuống chở có phải nhanh hơn không? Có nắng lắm không con? Đường dốc như thế này á, con đi chắc mỏi chân lắm hả? Tuy lời nói của bác gái rất ân cần và quan tâm, nhưng khi để ý kỹ, Thường thấy ánh mắt của hai người họ đều vô cùng đáng sợ. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, không có chỗ nào của cô là không bị dò xét. Họ nhìn cô khá lâu, miệng tuy nói chuyện với Tài nhưng chưa một lần rời mắt khỏi cô. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, là lúc mặt trời gắt nhất của miền Trung. Ấy vậy mà trước ánh nhìn có phần gắt gao và quỷ dị của cha mẹ Tài, Thương vẫn không nhịn được mà khẽ run mình mấy cái. Dạ con thưa cô chú, con tên là Thương, nay con xin phép được đến thăm cô chú ạ. Trời ơi, sao mà khách sáo dữ vậy? Trước sau gì cũng là người nhà mà. Con mau vào nhà nghỉ đi, để cô lấy nước cho hai đứa ha. Rồi một tay bà xách phụ cô cái ba lô, tay còn lại khoác tay Thương kéo vào trong nhà, khi cô còn chưa kịp phản ứng. Khoan đã mẹ. Tài từ phía sau kéo Thương vào lòng, hướng ánh mắt không mấy vui nhìn thẳng vào mẹ mình. Tụi con muốn vào từ đường thắp nhang trước, ba mẹ giúp con chuyển hành lý vào hiên là được rồi. Thấy thái độ quả quyết của con trai, bà Yến cũng không tiện ngăn cản, vội cùng chồng xách đóng hành lý để vào trong, rồi từ từ đóng cổng lại. Phía bên này, Tài ghé sát vào Thương, gằn lên từng chữ cảnh báo. Em quên rồi sao? Vào cổng thì phải vào bằng chân trái trước chứ. Thương thoáng giật mình, không ngờ bản thân lại quên đi chuyện đó. Nếu như không có Tài cản lại, cô cứ thế thuận theo sự lôi kéo của mẹ anh mà tùy tiện bước vào, thật không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Bước vào trong sân, Thương lại càng bất ngờ hơn về cảnh vật trong này. Tuy là ở nông thôn, nhưng nhìn qua ngó lại tứ bề đều vô cùng sạch sẽ, không bối được một vết dơ do vật nuôi để lại. Cơ hồ như ngoài ông bà ra, nơi này không có một sinh vật sống nào khác. Đường lúc ngắm nhìn xung quanh, Tài nắm lấy tay cô mà kéo về một gian nhà khác. Ngắm vậy đủ rồi cô nương, bây giờ qua phòng thờ để thắp hương cho tổ tiên nè. Ê, nhà anh có riêng một phòng thờ để thờ cúng luôn hả? Ở trong Nam hiếm có nhà nào vậy lắm á. Tài không đáp lời cô, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Đến trước phòng thờ, Tài nhẹ nhàng mở cửa, mùi ẩm mốc treo đó cũng xộc thẳng ra ngoài. Khác với những gian thờ cô từng biết, phòng thờ nhà anh dù chỉ đứng ngoài cửa thôi, cô cũng cảm nhận được một cổ lạnh lẽo và quỷ dị đến kinh người. Nơi đây dường như không thường xuyên được quét dọn,
hòa trong lớp bụi mịn còn có chút mùi chua chua ẩm mốc, xú uế như xác của động vật chết lâu ngày. Bên trong phòng được bài trí khá kỳ quái, chẳng giống với những căn phòng cô đã từng thấy trước đây. Chiếc điện thờ rất lớn chiếm trọn nguyên một mặt tường của căn nhà. Nhìn kỹ hơn vào bên trong, Thương xém chút nữa hét toáng lên vì sợ hãi. Trên điện thờ, vô số tấm hình đen trắng, già có, trẻ có, nam có, nữ có. Dễ cũng phải hơn 30 tấm di ảnh của người khuất mặt từ trên cao, đang dùng ánh mắt mang dại mà ghim thẳng vào cô. Bậm môi, Thương thận trọng đánh giá lại căn phòng một lần nữa. Ngoài chi chít những tấm ảnh vô hồn, trên bàn chỉ có độc nhất một bát hương lớn. Ngoài ra không thờ thêm bất kỳ một vị thần Phật nào khác, kể cả thổ địa thần tài cũng chẳng thấy. Có chút khó hiểu, Thương định thần hỏi tài thì đột nhiên khựng lại. Trước mắt cô, tài đang dùng một con dao thái sắc nhọn rạch một đường thật sâu vào lòng bàn tay. Máu theo vết rạch nhanh chóng ứa ra, nhỏ thẳng xuống bát hương trên bàn thờ. Tài à, anh đang làm gì vậy? Đừng có dọa em sợ nha. Trong khi còn chưa kịp hoàn hồn trước hành động quỷ dị của bạn trai, tài đã nhanh chóng cắm vào đó ba cây nhang, rồi đưa con dao sắc nhọn đến trước mặt cô như mời gọi. Anh không rõ, đưa dao cho em làm gì? Bộ muốn em trả tay giống anh hả? Đoán biết Thương sẽ phản ứng như vậy, tài vẫn kiên nhẫn hướng con dao về phía cô, nhỏ giọng giải thích. Em bình tĩnh đi, anh chỉ xin vài giọt máu của em thôi, không đau lắm đâu. Càng nói Thương lại càng cảm thấy vô lý. Nào là những quy tắc không được phạm phải, những ánh nhìn soi mói trong lần đầu tiên gặp, căn phòng thờ ngập mùi xác chết, nay lại thêm việc ra mắt tổ tiên bằng máu của bản thân. Thương nghiêm giọng. Tài à, anh đang giấu em chuyện gì vậy? Sao nhà của anh lại đáng sợ như thế? Thắp nhang cho tổ tiên của anh á thì đúng là chuyện nên làm, nhưng còn chuyện rạch tay thì không thể. Em chỉ là khách thôi mà, việc gì phải bắt em làm những chuyện kỳ quái như thế này? Càng nói giọng cô càng lớn hơn, như thể đang gào lên để đánh động tới con tim trong người Tài. Sợ hãi, Tài bụm chặt miệng Thương, giọng nói khẩn khoản. Thương à, bình tĩnh lại, đừng có làm kinh động các ngài và mẹ của anh. Anh làm tất cả những chuyện này chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Nhỏ máu vào bát hương, đó như là một lời tuyên thệ mình là con cháu của các ngài, là một phần của tổ tiên. Đến lúc ấy các ngài sẽ bảo hộ cho em, che chắn em khỏi những con mắt của lũ. Đang nói giỡn thì Thương vùng tay khỏi anh, mặt đối mặt để chất vấn, trong ngữ khí có chút kìm nén để không quá to và có sự xúc động. Tuyên thệ là con cháu của tổ tiên. Tài à, anh chưa hỏi cưới em mà, sao có thể bắt em làm những điều đó được? Chứ lại làm kinh động đến các ngài và mẹ anh là sao? Rốt cuộc các ngài là ai vậy Tài? Nói cho em biết đi. Quá trễ rồi. Tài vô thức trung lên vì sợ hãi, ánh mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng, dán chặt về phía bên ngoài. Như cũng cảm nhận được điều gì đó, Thương vô thức quay về phía sau. Và cô giật nảy mình khi trước mắt là bà Yến đang đứng sừng sững ở trước cửa phòng thờ. Bà ta đứng yên bất động, hai tay ép chặt vào thân. Nếu như không có hai con mắt đang long lên sòng sọc như một con rắn hổ lửa, thì cô còn ngỡ rằng bà là một con ma nơ canh đáng sợ. Đang ở trong phòng thờ, hai đứa cãi nhau cái gì mà ôm sờm vậy? Giọng bà khàn đặc, ánh mắt mang dại cứ thế ghim thẳng vào Thương, như muốn ăn tươi nuốt sống. Đang lúc không biết phải làm như thế nào thì Tài kịp lên tiếng giải vây. Không có gì đâu mẹ, Thương bị con chuột nó dọa cho giật mình thôi mà. Chuột hả? Nhà mình sao lại có chuột được? Mẹ ăn hết chúng rồi còn đâu. Thương ngớ người ra
trước câu trả lời quỷ dị của bà Yến. Chân đang vô thức lùi về phía sau thì từ đầu ngón tay của cô truyền đến một cơn đau nhói. Ngoảnh mắt lại, Tài đã dùng mũi dao rạch một đường nhỏ ở ngón tay cô, rồi nhỏ thẳng chúng vào cái lư hương trên án. Nè, anh bị điên rồi hả? Thương vùng khỏi tay Tài, trực tiếp hét vào mặt anh. Tài không đáp, chỉ nhanh chóng thắp lên ba cây hương rồi nhét thẳng vào tai cô. Mẹ đang ở đây, em đừng làm loạn nữa. Nhanh chóng quay lại tổ tiên đi, cho anh dẫn em về phòng nghỉ. Khẽ nhìn qua bà Yến, lại nhìn vào vô số tấm di ảnh trên ban thờ. Thương dù không muốn cũng không cho phép bản thân quá vô lễ ở những nơi trang nghiêm, đặc biệt là trước mặt mẹ của người yêu mình. Bỏ lại tất cả, cô thành tâm khấn vái, quỳ xuống xá ba xá trước ban thờ tổ tiên. Về phía bên này, Tài đến bên bà Yến mà thì thầm to nhỏ cái gì đó. Chỉ thấy bà từ đầu đến cuối không nói gì, chốc chốc lại nhìn sang phía Thương mà nở lên một nụ cười quái dị. Thắp hương xong xuôi, Tài cùng Thương chuyển nốt số hành lý còn lại về phòng ngủ của anh. Anh kéo dìu cô ngồi xuống giường, tay không ngừng vuốt ve lưng cô để trấn tĩnh, miệng liên tục hứa rằng khi về đến Sài Gòn sẽ giải thích tất cả với cô. Thương vẫn còn giận dỗi, mặc cho anh năn nỉ đến gãy lưỡi cũng không đáp lại một lời. Tài, Thương, hai đứa đói bụng chưa? Hướng mắt về nơi phát ra tiếng gọi, Thương lại một lần nữa hoảng hồn trước vẻ ngoài quỷ dị của bà Yến. Bà đứng chắn giữa cánh cửa ra vào, trên tay cầm một con dao chặt thịt sắc lạnh, trưng trên khuôn mặt chi chít những vết chân chim và đồi mồi là con mắt trắng giả với đôi đồng tử nhỏ như hột me, đang trừng trừng hướng về phía cô, nở lên một nụ cười mỉm trông vô cùng xảo quyệt. Như để tô điểm thêm cho sự quỷ dị ấy, ngang hông bà Yến đang cột một chiếc tạp dề màu đỏ, bên trên loang lỗ vài vùng có màu đỏ đậm hơn, như thể là vết máu tươi bắn lên rồi bị khô lại vậy. Phải nhớ một điều rằng, khi mẹ anh mặc chiếc tập dề màu đỏ, tuyệt đối không được cãi lời. Tuyệt đối không được cãi lời. Lời cảnh báo đáng sợ của Tài một lần nữa vang lên trong đầu Thương, khiến cho cô không nhịn được sợ hãi mà lén xích lại gần anh thêm chút nữa. Về phía bên này, Tài vẫn rất tự nhiên mà nói chuyện vui vẻ. Đói lắm rồi mẹ ơi. Hồi nãy đi ngang qua trạm dừng chân, nhưng mà Thương ối đến lả người không có xuống mua đồ ăn được. Bây giờ chỉ còn vét cơm nguội thôi. Nhà mình còn gì không ạ? Cái thằng này, khách đến nhà mà lại cho ăn cơm nguội sao? Mẹ đang xào rau với nấu canh gần xong rồi, giờ còn con gà. Thương à, con giúp bác cắt tiết với vặt lông gà nha, bác đang lỡ tay trong bếp cái. Nói rồi bà trực tiếp quay người rời đi, không quan tâm vẻ mặt của Thương lúc này đang vô cùng lúng túng. Cô muốn nói với bà rằng mình chưa làm việc này bao giờ cả, nhưng khi lời đến môi thì lập tức bị chặn lại bởi lời cảnh báo ban đầu của Tài. Dường như cô cũng nhận thức được rằng, thay vì cãi lời bà Yến thì việc giết một hai con gà còn tốt hơn rất nhiều. Phải đợi đến khi tiếng bước chân của bà Yến đã hoàn toàn biến mất, Thương mới dám nắm lấy tay Tài mà nài nỉ. Giọng nói tràn ngập sự lo lắng. Anh à, phải làm sao bây giờ? Trước giờ em đã giết gà lần nào đâu. Đừng lo, làm thịt gà rất dễ, chỉ cần cắt cổ, để máu của nó chảy cạn là được. Yên tâm đi, anh sẽ ở bên cạnh hướng dẫn em mà. Tuy câu nói này của anh không giúp nỗi sợ trong cô biến mất hoàn toàn, nhưng cũng vơi đi được phần nữa so với lúc trước. Tiến về khoảng sân sau, nơi ba con gà trống đang được đậy cẩn thận, Tài mở bu, một tay bắt cho bẻ ngược hai cánh con gà về sau, tay còn lại cầm cổ của nó kéo mạnh, đưa ra trước mặt cho Thương chuẩn bị cắt tiết. Cầm con dao sáng loáng trên tay, Thương không nhịn được mà rung lên lẩy bẩy. Thậm chí so với con gà đang giãy giụa trong tay anh, cô còn hồi hộp hơn rất nhiều. Như nhận ra được điều đó,
Tài nhỏ giọng an ủi và chỉ điểm cho cô. Thương à, bình tĩnh lại, nắm chặt con dao trước đã, sau đó tìm đến cổ của nó, cắt một đường vừa đủ, đừng sâu quá, cứ cứa qua cứa lại đến một nửa thì dừng. Cô nghe anh, lần đến cổ gà rồi cứa vào thật mạnh. Nhưng do con dao trước đó chưa được mài cho nên khá là cùi, vết rạch chưa đủ sâu để tiết phun ra hết. Dao vừa cùn, Thương lại rung, cứ cứa hết lần này đến lần khác. Con gà đau đớn đến tột cùng, dồn hết sức bình sinh còn lại mà vùng vẫy. Nhưng dù con gà có cố giãy giụa đến đâu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay rắn chắc của Tài. Mãi đến khi cái cửa sắc bén của nó xoẹt qua cổ tay của Thương, khiến cho cô giật mình hét lớn, Tài theo đó cũng buông tay ra để giữ cô lại, thì nó mới có cơ hội vùng chạy trở mất khúc ở sau vườn. À, không sao, vẫn còn hai con nữa, lần này mài dao lại là được. Tài nhẹ giọng trấn an Thương. Cô cũng tự ý thức được cứ sợ hãi như vậy sẽ mãi không làm xong việc. Bặm chặt môi, nắm chắc dao, cô tập trung vào việc cắt cổ và bắt tiết gà. Tầm 10 phút sau, xác hai con gà đã nằm gọn trong cái nồi nước sôi. Kế đó là hai cái chén đầy tiết đặc. Đương lúc Tài định tiến đến nhổ lông thì ông Hoàng lù lù đến ngăn anh lại. Ánh mắt nhìn Thương với vẻ đầy hài lòng. Đến đây được rồi, hai đứa rửa tay rồi vào nghỉ ngơi đi. Nào có cơm thì ba gọi. Đi đường xa con bé nó chắc cũng mệt rồi. Tài khẽ gật đầu. Lúc lướt qua ba, anh nói nhỏ. Ba, có một con gà sống ra vườn rồi. Không sao, tí tao bắt lại cho. Ở trong phòng ngủ của Tài, Thương không cách nào chợp mắt sau những chuyện kinh dị đó. Những giọt máu đặc quánh rơi lả chả xuống đất, hòa trong không khí là mùi máu tanh nồng nặc. Thoang thoảng bên tai là tiếng gào trú của đôi gà trống trước khi dậy chết. Một tiếng, hai tiếng, những tạp âm và mùi xú uế đó vẫn văng vẳng bên tai. Mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến một loạt tiếng gõ cửa gai người, cô mới mơ hồ lấy lại được tỉnh táo. Tài Thương à, ra ăn cơm thôi hai đứa. Là giọng của bà Yến. Thương vô thức sợ hãi mà không dám trả lời lại, chỉ có cách lay Tài dậy để ứng phó. Anh ơi, dậy mau lên, mẹ gọi ra ăn cơm kìa. Bước ra ngoài, Thương khẽ nhíu mày khi thấy trên tay bà Yến là một cái đĩa. Trên đó có con gà sống chỉ vừa được cắt cổ và lột sạch lông. Kế bên là một bát tiết đặc. Hai đứa vào ăn với ba trước đi, mẹ mang gà vào cúng cho các cụ đã. Đợi đến lúc bóng bà đi khuất, Thương mới khẽ hỏi Tài. Nè, nhà anh cúng cho tổ tiên bằng đồ sống hả? Ừ, trước giờ đều là như vậy. Thôi đi lẹ lên cô nương, tôi đói muốn trả ruột tới nơi rồi nè. Biết Tài không muốn nói thêm, Thương cũng không dám ép, đành thuận theo anh mà ngồi vào bàn. Trên bàn ăn, ngoài dĩa rau xào và canh bí, còn có con gà cô vừa làm thịt. Lúc này nó đã được luộc lên và chặt nhỏ, nhưng dường như con gà chưa chín lắm. Nhiều chỗ có khúc xương non vẫn còn đang chảy ra một dòng tủy đỏ. Có miếng thịt vẫn còn vương lại ít dây máu, khiến cho người ta cảm giác nửa sống nửa chín, không rõ ràng. Thậm chí nếu chịu cảm nhận, Thương còn ngửi ra được cái mùi tanh ngai ngái của thịt tươi. Nó khiến cho cô nhớ lại những hình ảnh đẫm máu vừa xảy ra với hai con gà ban nãy, khiến cho Thương không nhịn được mà nhộn nhạo trong người. Khẽ cấu vào tai Tài, cô đưa ánh mắt như cầu cứu. Biết ý, anh liền gấp vào chén ba mẹ mỗi người một miếng thịt, rồi vui vẻ nói. Con mời cả nhà ăn cơm, ba mẹ cứ ăn mạnh thịt gà đi ạ, không cần để phần cho Thương đâu. Nhà cô theo đạo, tháng này đang phải ăn chay đó. Vậy sao mà được, không thịt thà làm sao mà đủ chất dinh dưỡng chứ. Bà Yến quay sang phía Thương, gấp cho cô một miếng thịt gà mọng nước. Đây nè, con ăn uống thoải mái đi,
Gà này không phải lúc nào cũng có mà ăn đâu. Chú của con phải lội xuống tận dưới làng để bắt đó. Con nó đã không ăn rồi, bà còn ép thêm làm cái gì? Ông Hoàng bất ngờ lên giọng nạt nộ, không quên lườm cho vợ một ánh mắt sắc lạnh như dao. Thường theo tiếng la đó cũng giật nảy mình. Tuy sợ hãi nhưng cũng nhờ vậy mà thoát được một kiếp. Dọn dẹp cơm nước xong xuôi, trời cũng đã sẩm tối. Thường trở về phòng lấy điện thoại ra để gọi về nhà, thì phát hiện chiếc túi xách chứa điện thoại của mình trong đó đã biến mất lúc nào không hay. Lục tung chỗ hành lý vừa chuyển vào nhưng vẫn không có. Thường ngày một hoảng loạn. Mãi đến khi Tài đưa ra gợi ý tìm thử ở phòng thờ, cô mới trấn tĩnh hơn. Rảo bước trên hành lang tối, tim Thường như thắt lại. Ánh đèn huỳnh quang hắt từ trong nhà ra dường như chỉ càng tô điểm thêm cho vẻ âm u và rợn người của gian phòng thờ. Đẩy cửa bước vào bên trong, phòng thờ không có ánh đèn điện thắp sáng, thay vào đó là một loạt đèn cầy, khiến cho căn phòng chìm trong màu đỏ rực như máu. May mắn sao cái túi xách đúng là ở trong này. Hồ hởi cầm lấy, Thường kiểm tra thấy điện thoại và ví tiền bên trong vẫn còn y nguyên. Thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cô định rời đi ngay, nhưng đột nhiên khựng lại. Không biết từ lúc nào, ngập tràn trong phổi và cánh mũi của cô là một cái mùi chua, có chút thối rữa. Nhìn qua ngó lại để tìm kiếm cái mùi ấy từ đâu phát ra, Thường bỗng chết lặng khi phát hiện cái mùi ôi thiêu phát ra từ con gà sống trên bàn thờ. Khẽ khàng tiến lại gần, cô nhớ chiều nay khi bà Yến mang con gà đến đây cúng thì nó vẫn còn tươi, không có mùi gì lạ. Ấy vậy mà chỉ sau 4 tiếng đồng hồ, nước da con gà đã dần chuyển sang màu đen, rồi nhặn kéo đến ngày một nhiều. Mùi xú uế nồng nặc theo đó mà lan ra khắp không khí. Là do nhiệt độ sao? Không lý nào. Dù cho nhiệt độ có cao thì con gà mới trải qua 3-4 tiếng giết thịt, sao có thể ôi thiêu nhanh như vậy được? Đường lúc suy nghĩ vẩn vơ thì mắt cô vô tình ngước lên trên bàn thờ. Dưới ánh đèn cầy đỏ rực, hàng chục tấm di ảnh đen trắng cùng lúc hiện lên trông vô cùng ma quái. Chợt cô như nhận ra được điều gì đó. Con gà được bày trên án để cúng cho tổ tiên. Vậy việc con gà thiêu lẽ nào là do những người khuất mặt này đã thụ lộc sao? Nhưng mẹ cô đã từng bảo rằng tuyệt đối không được cúng đồ sống cho tổ tiên, vì chỉ có ma quỷ mới ăn đồ sống mà thôi. Nghĩ đến đây, Thường bất giác lùi về sau, mắt nhìn chằm chằm vào những tấm di ảnh và dấy lên một cảm giác sợ hãi. Rầm một tiếng, đột nhiên cánh cửa phía sau được mở toang ra. Bà Yến với chiếc tạp dề màu đỏ lù lù tiến vào trong, nơi Thường đang không ngừng run rẩy mà hỏi lớn. Trễ thế này rồi, con vào phòng thờ làm gì vậy? Dạ, con vào đây để tìm túi xách. Đối mặt với ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của bà Yến, lại thêm chiếc tạp dề đỏ quỷ dị, khiến cho Thương rơi vào kinh hãi. Những tưởng bà tiếp tục làm khó dễ cô, nhưng cuối cùng, sau khi liếc một vòng gian thờ không có sự thay đổi gì, bà bất ngờ nói: con kiếm được đồ thì về phòng ngủ sớm đi, hôm nay cũng sốc nảy trên xe cả ngày rồi. Hàn huyên thêm đôi ba câu cho có lệ, Thương trực tiếp lao nhanh về phòng mà không dám ngoái lại dù chỉ là một cái. Về đến phòng, cô thấy Tài đã ngủ say. Ngước nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ tối. Định thần mở điện thoại lên để gọi mẹ thì cô nhận được thông báo khu vực ngoài vùng phủ sóng. Kể cả nhắn qua mạng xã hội hay điện thoại đều không có tín hiệu. Bất lực, Thường buông điện thoại xuống rồi chuẩn bị ngủ. Nhắm mắt lại, cô bắt đầu suy nghĩ miên man.
Khác với nơi thành thị xô bồ, ở nông thôn như nhà anh Tài, tuy cũng có nhiều cái bất tiện, nhưng đổi lại mỗi ngày được hít thở bầu không khí trong lành, môi trường sống chậm rãi, tĩnh lặng đến an yên. Mặc dù mới hơn 9 giờ tối, nhưng xung quanh nơi cô đang nằm yên tĩnh đến lạ thường. Không có tiếng gió, không luôn cả tiếng côn trùng. Ban đầu còn thấy khá dễ chịu, nhưng càng về sau, sự tĩnh lặng ấy kết hợp với màn đêm đen kịch khiến cho cô có một cảm giác bức bách và cực kỳ nặng nề. Đúng lúc ấy, từ phía hành lang bỗng phát ra tiếng bước chân đều đặn. Những âm thanh ấy lúc xa lúc gần, như thể người đó đang đi qua đi lại trước cửa phòng cô. Quái lạ, không biết là ông Hoàng hay bà Yến đi đâu vào cái giờ này vậy chứ. Đèn điện trong nhà đã tắt hết từ lâu, từ ngoài hành lang cũng không có ánh sáng nào hắt vào. Vậy họ cứ thế mà đi đi lại lại trong bóng tối hay sao? Nghĩ đến đây, Thương không nhịn được mà rùng mình một cái, vội lay Tài dậy để xem xét tình hình. Anh ơi, anh, dậy xem chịu em có ai đang đi ngoài hành lang vậy? Em sợ quá. Anh ơi. Dù đã lay và gọi mấy lần, nhưng Tài vẫn tuyệt nhiên không tỉnh. Thương nghĩ anh đang đùa, nên lấy tay định bóp nghẹt mũi anh cho bỏ ghét. Nhưng khi tay cô đưa đến cánh mũi, Thương vội rụt tay lại. Sao lại như thế này? Tài, dậy lẹ đi, đừng có giỡn với em nữa. Tài không thở, lòng ngực cũng không nhô lên hạ xuống. Anh cứ thế mà nằm im bất động như một cái xác khô. Sờ vào da thịt anh, Thương cảm nhận rõ sự lạnh lẽo đến tột cùng. Trung rẩy nhổm người dậy, cô vòng tay qua người Tài rồi lật ngửa anh lại. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Thương thét lên đầy kinh hãi khi mà người anh lúc này đã cứng đơ như một khúc gỗ, gương mặt trắng giả nhợt nhạt như người bị trôi sông, đôi mắt mở to trợn lên toàn là đồng trắng, miệng bệnh ra, thất khiếu trĩ ra vô số dòng huyết đặc. Thương mở tròn mắt cho bật dậy đầy kinh hãi. Thì ra chỉ là mơ. Tim vẫn còn đập nhanh, cô khẽ đưa tay quờ quạng vào xung quanh để tìm kiếm Tài. Anh vẫn nằm đó, quay lưng về phía cô. Khẽ nuốt nước bọt, Thương chậm chạp đưa tay sờ vào anh. Toàn thân cô lúc này toát hết mồ hôi lạnh, hơi thở ngưng trệ vì căng thẳng quá mức. Khung cảnh này sao nó giống hệt giấc mơ ban nãy vậy? Nếu như bây giờ cô gọi mà Tài không trả lời thì biết phải làm sao đây? Tài à, anh còn thức không vậy? Không thấy anh trả lời, lòng cô lại càng thêm sợ hãi. Nếu như bây giờ anh quay lại với khuôn mặt trắng giả và đầy máu như thế, liệu cô có giật mình rồi chết theo anh luôn hay không? Sợ là sợ, nhưng cô không thể nào bỏ rơi anh được. Bặm chặt môi, Thương lấy hết can đảm để tự trấn an mình rằng vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng. Kẻ đưa tay lên sờ bộ lưng Tài, vẫn còn ấm chứ không có lạnh ngắt như trong mơ. Thậm chí lưng anh còn rung lên nhẹ nhẹ, hòa theo từng tiếng ngáy. Thầm thở hắt ra một hơi, Thương định nằm xuống để nghỉ ngơi thì đột nhiên tim cô như ngừng đập. Khi ánh trăng xuyên qua cửa sổ phòng ngủ, hắt thứ ánh sáng nhàn nhạt bao trùm cả căn phòng. Khuôn mặt của bà Yến đang dán chặt sau thanh chắn cửa sổ, theo đó cũng dần dần hiện ra. Trong đêm, nước da của bà bỗng trở nên trắng một cách kinh dị. Hai tay ép sát vào thân, cả người thẳng đứng, hướng vào nơi Thương đang ngủ mà chầm chầm nhìn vào. Thật không khác gì một con ma nơ canh kỳ quái. Dưới ánh mắt trắng giả cùng đôi đồng tử đen tuyền quỷ dị của bà, Thương không nhịn được mà rung lên cầm cập. Bác đó hả? Khuya rồi, bác đến đây có việc gì hay không ạ? Bác đang tập thể dục ở ngoài thì nghe tiếng con thét á, nên vào xem thử. Sao, vẫn còn lạ chỗ hả? Con phải tập làm quen chứ,
sớm muộn gì mà chẳng phải ở đây cả đời. Mẹ, sao mẹ chưa ngủ mà còn ở đây nói chuyện gì? Đúng lúc Thương đang ngớ người ra vì câu nói của bà Yến thì Tài đột nhiên trở mình ngồi dậy. Khẽ kéo cô vào lòng, anh nhìn mẹ rồi nhắc khéo. Thương lại chỗ chút thôi, lát là ngủ được à? Nay cũng ngồi xe cả ngày cũng mệt rồi mà. Ừ, nếu vậy hai đứa nghỉ ngơi đi. Cứ ngủ cho đã, không cần phải dậy sớm làm gì. Nói rồi bà rảo bước trời đi. Nhưng khác với lần trước, dù tiếng bước chân của bà đã đi xa rồi hoàn toàn biến mất, Thương vẫn không cách nào bình tâm lại được. Khẽ nắm lấy tay cô, Tài cất giọng trấn an. Mẹ làm em giật mình hả? Không sao đâu, bình tĩnh ngủ sớm đi. Chiều mai là mình về Sài Gòn rồi. Nghe đến việc được về nhà, lòng Thương dần có chút thoải mái và buông lỏng. Nép sát vào người anh, cô mơ hồ vẫn còn cảm thấy chút sợ hãi. Bên ngoài tiếng kim dây của đồng hồ treo tường dường như mỗi lúc một vang hơn. Thậm chí tiếng lá cây xào xạc ngoài vườn, tiếng u u của những cơn gió đêm lách qua từng tán cây rậm rạp, tạo ra những thanh âm như ma khóc quỷ gào, cô đều có thể nghe thấy rõ. Mọi thứ có lẽ vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, nhưng không hiểu sao hôm nay, trong khoảnh khắc này, chúng lại quỷ dị và đáng sợ đến như thế. Không biết qua bao lâu, ở ngoài vườn, nơi sát vách hai người bọn họ đang nằm, bỗng phát ra những tiếng động vô cùng mạnh bạo. Mơ hồ tỉnh dậy, Thường nghe loáng thoáng bên tai là những tiếng bước chân dồn dập, như thể ở ngoài kia đang có một cuộc rượt bắt. Hòa trong tiếng bước chân, tiếng lá khô xào xạc là những tiếng gào trú thất thanh của một con gà trống. Sợ hãi, Thường túm chặt lấy tay rồi nép sát vào người Tài. Chỉ thấy anh cũng đã nắm lấy tay cô. Thông qua tiếp xúc da thịt, cô có thể cảm nhận được anh cũng đang khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Tài Tài à, có con gì đang bắt gà hay sao đó? Mình có nên ra xem thử không anh? Lỡ là trộm thì... Không, tuyệt đối không được ra ngoài. Tài khẽ gắt lên, Thương theo đó mà cũng giật mình. Nhưng cô biết Tài không bao giờ nghiêm trọng hóa vấn đề khi nó không thực sự nguy hiểm. Sao lại không được? Lỡ như lũ trộm nó bắt hết gà thì sao? Em nhìn thử ra ngoài cửa sổ đi. Tuy có chút ngờ ngợ, nhưng Thương vẫn thử đánh mắt về phía cửa sổ. Bầu trời đêm nhanh chóng hiện ra, nền trời rất tối và tuyệt nhiên không có một ngôi sao nào cả. Nhưng thay vào đó, trăng đêm nay rất tròn và rất tỏ. Tỏ đến mức khiến cho người ta có chút cảm giác không tự nhiên. Thương nhớ lại những lời cấm kỵ mà Tài đã từng nói. Trong đó có lời dặn rằng Tuyệt đối không được ra ngoài khi trời âm u nhưng có trăng tròn xuất hiện. Nếu không sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân chạy loạn ngoài vườn ngừng lại. Thay vào đó là tiếng quan khoát thảm thiết phát ra từ con gà trống, rồi từ từ biến mất trong màn đêm. Thường nép sát cơ thể vào người Tài, mắt nhắm chặt lại rồi ép ra một dòng nước mắt. Ở bên này, Tài cũng ôm nhu ôm lấy cô, rồi nói trong nghẹn ngào. Anh xin lỗi, về lại Sài Gòn, anh sẽ giải thích tất cả. Đêm nay, thật là một đêm kinh dị. Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên Thương làm đó chính là chạy ra khoảng vườn sát vách, nơi hôm qua xảy ra cuộc rượt bắt giữa con gà trống và một thứ gì đó chưa xác định được. Nhìn những vệt máu loang lổ, lông gà bay khắp nơi, dấu chân con người giày xéo hết một mảng lá mục rửa. Vậy là đêm qua nhà Tài đã có trộm đột nhập. Cô chạy ngay vào phòng để báo tin cho anh biết. Nhưng tưởng Tài sẽ có động thái gì đó để bắt được kẻ trộm. Nhưng sau tất cả, thứ anh biểu hiện ra chỉ là một cái thở dài rồi nhìn cô khiển trách. Thương à, anh đã nói là không được ra chỗ đó rồi mà. Chỉ là một con gà trống,
Em không việc gì phải để tâm đến nó. Không để tâm làm sao được? Đây là tài sản của nhà anh mà. Nếu mà cứ để cho qua dễ dàng như thế, thằng trộm ấy sẽ càng được đà mà lấn tới. Trộm bây giờ nó manh động lắm. Tài sản thì còn có thể xem nhẹ được, nhưng còn ba mẹ của anh, lỡ nó bấn quá làm liều cướp của giết người thì sao? Thôi, tốt nhất là em vẫn nghĩ là nên nói với ba mẹ một tiếng. Nói xong Thương lập tức rời đi. Nhưng chưa đi được nửa bước, cô đã bị Tài nắm tay rồi kéo mạnh bạo, giữ chặt lấy Thương. Tài hơi lớn tiếng, ý tứ trong câu nói có nửa phần là tức giận, nửa phần là cầu xin. Thương à, nghe anh, em tuyệt đối không được nói chuyện riêng với ba mẹ. Để anh đi, lát định qua đó nói cho họ biết. Chiều nay là mình về rồi, vạn nhất em phải nghe lời và ở bên anh. Thấy phản ứng mãnh liệt của Tài, lại thêm chính miệng anh nói sẽ tự báo cho ba mẹ biết, nên cô cũng không muốn đôi co thêm, trực tiếp tìm chủ đề khác để mà nói tiếp. Em biết rồi, tranh thủ báo cho ba mẹ sớm chút. Mà sao nãy giờ anh cứ cắm đầu vào điện thoại vậy? Đã gọi điện cho nhà xe chưa? Anh đang gọi đi. Nãy giờ gọi mãi mà vẫn không được, điện thoại cứ ngoài dùng phủ sóng. Trước đây có bao giờ xảy ra chuyện này đâu. Thương nghe vậy thì chợt sững người lại. Những tưởng đêm qua điện thoại mất tín hiệu chỉ là tạm thời, ngờ đâu nơi đây chính xác là ngoài vùng phủ sóng của mạng lưới quốc gia. Vậy bây giờ phải làm sao đây anh? Ở đây không có sóng, nhưng mà dưới đèo thì chắc chắn có. Để anh lội xuống đó một chuyến gọi xe, tiện mua ít quà dì biếu gia đình em. Cho em đi theo với. Ở đây một mình em không có quen. Được, nhưng mà phải ăn cơm trước đã. Ba mẹ chắc đã để phần cho mình rồi. Bước đến phòng ăn, quả đúng như lời Tài vừa nói, ba mẹ anh đã ra vườn từ sớm, nhưng vẫn không quên chuẩn bị cơm nước đàng hoàng. Ăn được nửa chén cơm và một ít rau xào, Thương buông đũa và ra ngoài chờ Tài ăn xong. Do xe máy đã bị ba mẹ anh mang đi làm, nên hai người họ không còn cách nào khác ngoài việc tản bộ. Nghe Tài nói quãng đường cả đi cả về cũng phải hơn 6 cây số, chủ yếu là phải vượt đèo, lội dốc, nên Thương chọn cách chờ anh ở đầu làng. Ngồi không một chỗ cũng chán, Thương bắt đầu đi thăm thú đó đây. Rảo bước trên con đường đất gập ghềnh, cô phát hiện ở phía cuối con đường có một ngôi miếu bị bỏ hoang. Cảm nhận đầu tiên của Thương khi đến khu vực này là bầu không khí cô liêu và lạnh lẽo đến trợn người. Có lẽ một phần do nhiều năm qua ngôi miếu bị bỏ hoang không ai lai vãng, thậm chí chỉ cách nhau khoảng tầm chục thước thôi. Nhưng càng tiến sát đến ngôi miếu, cái lạnh toát ra đã khác hẳn so với đoạn đường làng phía bên ngoài. Nhưng dù đáng sợ là thế, Thương vẫn muốn vào thăm thú bên trong. Vượt qua bậc tam cấp đổ nát và cánh cổng lớn phủ đầy rêu phong cỏ dại, cô đặt chân vào sảnh chính của ngôi miếu. Tiêu điều, đổ nát, bụi bặm, đó chính xác là những gì miêu tả khu phế tích này. Nhìn mạng nhện được giăng chằng chịt khắp nơi, bức tượng thành hoàng không biết do bị mai một hay là bị ai đó đập phá mà nát vụn nguyên cả phần đầu. Đương lúc định tiến tới gần hơn để xem xét bức tượng, thì đột nhiên từ một gian phòng khác, sâu bên trong từ đường, Thương nghe được những tiếng xì xầm to nhỏ. Thoáng sững người lại, cô cẩn thận phân tích. Ở một ngôi miếu âm u và hoang tàn, lại có tiếng người trò chuyện sao? Tám phần không phải là dạng người tốt hay đàng hoàng gì cho cam. Ngay lúc chuẩn bị rời đi, thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, khiến cho cô sợ chết điếng cả người. Ngài cứ an tâm, tôi đã xuống dưới làng nghe ngóng kỹ rồi. Ngày mai sẽ có một chiếc xe khách từ Hà Nội vào Sài Gòn. Chiếc xe có biển số là 36B7867. Trên xe có tổng cộng 40 người, trong đó có 34 người còn trẻ khỏe, rất thích hợp để làm điểm tâm dâng lên hậu các ngài. Ông Hoàng,
đó chính xác là giọng của ông Hoàng, chứ không có ai vào đây. Vốn tưởng rằng ông ấy đã cùng với bà Yến lên vườn từ sớm, ai dè lại ở trong đây mà thì thầm to nhỏ với một đám người kỳ lạ. Nghe ngóng lộ trình và biển số của chiếc xe, lại thêm số lượng hành khách chính xác sẽ ngồi ở trên đó, lẽ nào ông Hoàng cùng đồng bọn đang bàn cách đi cướp xe hay sao? Bán tính bán nghi, Thương bậm chặt môi, cố thu hết can đảm tiến sâu vào bên trong để nghe ngóng tình hình. Ngay khi vừa hé mắt nhìn vào căn phòng tối thì trời đất quỷ thần ơi, đập vào mắt cô là một cảnh tượng rùng rợn đến sởn cả da gà. Ông Hoàng cùng hàng chục người nữa đang xếp thành hai hàng ngang mà quỳ mọp trước chân một thằng bé chỉ tầm 7-8 tuổi. Nhưng mà thằng bé này nó quỷ dị lắm. Nước da của nó trắng ẩn như người bị chết đuối, khoác lên mình một cái áo đỏ rực như máu tươi, hai con ngươi đỏ au sắc như dao cạo, cứ liên tục đảo lên đảo xuống. Càng nhìn, cô lại càng cảm thấy khuôn mặt của nó có chút quen thuộc, như thể cô đã gặp ở đâu rồi. Trở về phía bên kia, trong suốt từ nãy tới giờ chỉ có ông Hoàng cùng với một số người khác là thay nhau báo cáo và bàn về kế hoạch. Thằng bé áo đỏ kia từ đầu đến cuối chỉ lặng im. Mãi đến khi ông Hoàng đề cập đến số người trên chiếc xe ấy thì nó mới cất cái giọng lanh lảnh mà hỏi rằng: khi nào thì chiếc xe đó đi qua đây? Dạ tầm giữa trưa ngày mai ạ. Ông Hoàng cung kính thưa, không quên bội thêm câu sau để an lòng thằng bé: ngài cứ an tâm, mai chúng tôi sẽ phục kích ở chỗ cũ, đợi chiếc xe đang qua khúc cua sẽ trực tiếp đẩy nó xuống vực thẳm. Khi ấy các ngài chỉ việc đi thu hồn lũ hành khách lại là xong. Nghe đến đây, thằng bé lấy làm khoái chí lắm, nó nhè răng ra cười nhăn nhở: tốt lắm, đợi khi nào bọn tao thôn phệ đủ linh hồn rồi hóa quỷ, chắc chắn sẽ thả chúng mày đi đầu thai. Giờ thì thức ăn của tao đâu, định bắt tao nhịn đến khi nào nữa đây? Nói rồi nó trực tiếp nhảy xuống khỏi am thờ mà la lối đòi ăn. Về phía bên này, đám người ông Hoàng cũng không dám chậm trễ, vội lấy ra một cái bọc ni lông màu đen và một cái mâm bạc. Dốc cái thứ ở trong bọc ra, Thương khiếp đảm, đó là thủ cấp của một đứa trẻ, thêm dăm quả tim đỏ hỏn còn vương đầy tơ máu, khúc lồng dài mấy mét như vừa được môi từ bụng con người ra. Hàng chục bộ lục phủ ngũ tạng được bày ra trước mắt, khiến cho cô không nhịn được mà bụm chặt miệng lại. Sau khi đã sắp xếp tất cả ra mâm, ông Hoàng tiến đến dâng trước mặt thằng bé áo đỏ: thưa, chỗ cật tim gan mề này chúng tôi khó khăn lắm mới lóc ra được dâng lên cho ngài. Tất cả đều còn rất mới, toàn là của thanh niên trai tráng và trẻ con, mời ngài thụ lộc ạ. Thằng bé không quan tâm tới những lời ông Hoàng nói, trực tiếp đưa tay xuống mâm, hãy hãy cái chỗ tạng đó mà tìm kiếm một thứ gì đó. Bỗng nó nhăn mặt lại, hai hàm răng nghiến ken két vào với nhau, như thể đang giận dữ lắm. Cái thai đâu rồi? Tao nhớ là trên chuyến xe hồi cuối tuần qua có một con mụ mang thai 6 tháng rồi mà. Rồi cái xác thai nhi đó đâu? Tao muốn ăn cái xác đó. Ông Hoàng vội cúi gằm mặt xuống, mờ miệng theo đó mà run lẩy bẩy lên: bẩm ngài, quả thật là có một thai phụ trên chuyến xe đó, nhưng mà do xe bị xô vào vách núi, áp lực mạnh đã nghiền chết hai mẹ con tại chỗ rồi. Lúc chúng tôi đến để thu thập tử thi thì chỉ còn lại một đống thịt nhão, trộn lẫn trong đó là màu trắng của dịch não, màu vàng của nước ối và máu tươi. Mong ngài tha tội, lần sau chúng tôi nhất định sẽ tìm cho ngài một xác thai nhi khác ngon lành.
Nghe lời van nài có chút xuôi tai, thằng bé hãy đấm ông Hoàng qua một bên, rồi trực tiếp vồ lấy đống tạng trên mâm mà gặm lấy gặm để. Nó thồn tất cả vào mồm mà ra sức cắn xé, tiếng nhồm nhòm cứ thế vang vọng khắp gian phòng u tối. Máu, dịch thức ăn, đôi khi là một chút phân non của nạn nhân còn sót lại, đều bị nó tham lam uống hết, không chừa một miếng nào. Nhìn vào cái thủ cấp bé xíu của một đứa trẻ, nó cười lên nắc nẻ như khoái chí lắm. Vươn bộ móng sắc nhọn lên, nó xuyên thủng qua da và xương sọ trắng, tạo ra một vết cắt lớn. Nó cúi mặt xuống trán nạn nhân, chiếc lưỡi đỏ quạch như một con rắn hổ lửa luồn vào sâu bên trong, tham lam mà liếm lách, rồi thông thả nhai xương và hộp sọ một cách triệu rạo. Ăn xong, thằng bé dùng những cái móng tay sắc nhọn của mình xỉa lại phần thịt thừa trong răng. Đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, nó gằn giọng hỏi ông Hoàng: "Đứa con gái thế mạng cho cha của mày đã bắt về rồi chứ?" Dạ rồi, hôm qua con trai tôi đã dẫn nó về ra mắt gia đình. Thông qua bát tự trên mặt và ấn đường, tôi dám chắc nguyên thần của nó hoàn toàn khớp với cha tôi. Chắc chắn sẽ thay cha ở lại đây làm ma giữ núi, để cho mấy có cơ hội mà về trời. Tốt, cha mày cũng là thủ linh của bọn tao, chúng là những hồn ma chết thảm đầu tiên trên cái đèo này. Trải qua không biết bao lần xô xe và bắt hồn kẻ khác, cuối cùng ngày ấy cũng tìm được người có nguyên thần trùng khớp với mình. Chỉ cần giết đứa con gái đó, bắt nó phải thay ngài làm vong giữ núi, thì chắc chắn ngài sẽ được đi đầu thai. Nhớ, tuyệt đối không được để nó sống mất. Dạ, cảm ơn ngài đã căn dặn. Quả thật hai đứa nó đang tìm kiếm mọi cách để rời cái đèo này, nhưng mà tôi với bà Yến ở đây, chúng nó có mọc cánh cũng khó lòng mà thoát được. Rồi cả đám người không ra người, ma không ra ma kia ngoác mồm lên cười lớn. Những thanh âm kinh dị đó vang vọng khắp nơi và mém chút nữa xuyên thủng màng nhĩ nếu như Thương không kịp bịt tai lại. Cô nhớ ra rồi, lý do vì sao bản thân lại thấy thằng bé áo đỏ kia lại có chút quen mắt. Đó là do một trong những tấm di ảnh trên từ đường của nhà ông Hoàng, chính là ảnh của thằng nhóc đó. Ma, vậy là nhà ông Hoàng đang thờ ma. Không những một con, mà là cả một bầy ma quỷ đã bỏ mạng trên con đèo này. Quá sợ hãi, Thương cố gắng dồn chút sức lực vào đôi chân, chậm rãi lê từng bước khỏi ngôi miếu kinh dị ấy. Nhưng ngay khi cô vừa quay lưng rời đi, tiếng cười bên trong từ đường bỗng nhiên im bặt. Không gian nhanh chóng trở về trạng thái tĩnh lặng, thậm chí cô còn nghe thấy cả hơi thở gấp gáp của bản thân. Cắn chặt môi, Thường vẫn cố gắng lê từng bước thoát ra khỏi nơi này. Đi được tầm 3 bước, bỗng có một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy chân cô mà kéo lại, khiến cho cô không kìm được thăng bằng, ngã đập đầu xuống đất. Tao bắt được mày rồi. Thương, Thương à, tỉnh dậy đi em, đừng có làm anh sợ mà Thương ơi. Từ từ mở mắt ra, Thương thấy mình đang nằm trong phòng ngủ của Tài, hai tay đang chặt vào anh. Xung quanh còn có ông Hoàng và bà Yến đang nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt đầy lo lắng. Khẽ nhóm người dậy với sự giúp đỡ của Tài, cô vừa xoa xoa hai bên thái dương, vừa yếu ớt hỏi: "Có chuyện gì vậy anh? Sao tự nhiên em lại nằm đây vậy?" "Em không nhớ gì sao? Buổi sáng anh xuống dưới đèo mua đồ, còn em thì ở đầu làng đợi anh. Không biết là do mệt mỏi hay đi đứng sau đó mà em lại ngất xỉu trước ngôi miếu cũ.
May mà mấy cô mấy bác đi đường dìu ông về đây chạy chữa, chứ nếu không thì không biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào nữa. Thấy Tài có ý trách bạn gái, bà Yến bên này không nhịn được mà chen ngang. Nè, con bé nó mới tỉnh dậy, mày không an ủi hay hỏi thăm nó thì thôi, ở đó mà nạt nộ nữa. Đoạn bà quay sang phía Thương, ôm tồn dỗ dành cô. Con thấy đỡ nhiều hơn chưa? Còn có chỗ nào khó chịu không? Nếu được thì ở lại đây đôi ba ngày nữa đi, đợi bác trai ngày mai đánh xe đưa lên trạm xá để kiểm tra. À, dạ không cần đâu bác ơi, con thấy khỏe hơn nhiều rồi. Với lại anh Tài đã đặt vé về Sài Gòn trong chiều nay, tụi con vô trong đó cũng kiểm tra được ạ. Sau cú va chạm mạnh, giờ đây ký ức vào buổi sáng hôm nay Thương dường như đã quên đi gần hết. Chỉ lờ mờ nhớ rằng lúc đi ngang qua ngôi miếu cổ thì cô gặp nạn rồi ngất xỉu cho đến giờ. Lễ phép từ chối bà Yến xong, Thương nhìn qua Tài, nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt chán chường nơi anh. Bây giờ thì còn đi đâu nữa, đã 6 giờ tối rồi, còn xe nào đâu cho em nữa mà vậy. Nghe đến đây, cô chợt sững người lại, vội vàng thông qua cánh cửa sổ mà nhìn ra khoảng không bên ngoài. Quả đúng như lời Tài nói, sắc trời bây giờ đã hoàn toàn tối đen. Chiếc đồng hồ treo tường cũng vừa báo bây giờ là đúng 6 giờ tối. Vậy là giờ qua chiều mai hả anh? Thường cố gắng kiềm chế lời nói để không phát ra những tiếng nấc nghẹn. Cô như chìm sâu vào hụt hẫng khi biết mình vẫn chưa thể về nhà trong hôm nay. Phía bên này, Tài không vội trả lời cô mà quay sang nói với ba mẹ. Bây giờ cũng tối rồi, cả nhà ra ăn cơm trước đi, con ở đây chăm Thương thêm một lúc rồi ra. Được rồi, vậy ba mẹ ra ngoài trước, cần cái gì cứ bảo mẹ bay mang vào cho tiện. Nói rồi cả hai người quay lưng rời đi. Khi cánh cửa phòng vừa đóng sầm lại, Tài liền giữ chặt lấy cô mà chất vấn. Thương à, nói cho anh biết, sáng nay đã xảy ra chuyện gì với em vậy? Em cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ mang máng là sau khi anh xuống núi, em ở trên này chán cho nên có đi dạo lên quanh. Lúc đi ngang qua ngôi miếu cổ thì đột nhiên bị vấp ngã, rồi ngất xỉu cho đến tận bây giờ. Thường nhớ sao nói vậy, trong đầu có gì đều kể hết ra cho anh. Ngay khi vừa nghe đến ba từ ngôi miếu cổ, sắc mặt của Tài trở nên u ám đến tột cùng. Ý em là ngôi miếu bị bỏ hoang ở cuối con đường làng sao? Dạ là chỗ đó. Mà bộ có chuyện gì hả anh? Không không, không có gì. Anh chỉ lo hôm nay mình lỡ chuyến này thì phải qua ngày kia mới có chuyến tiếp theo về lại Sài Gòn thôi. Dứt lời, anh thấy được một nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt kiều diễm của Thương. Khẽ an ủi thêm vài câu, Tài dẫn Thương ra dùng bữa với gia đình. Sau một hồi bắt ép, cô cuối cùng cũng hoàn thành bữa ăn với hai chén cơm đầy. Trở lại giường ngủ, Thương trằn trọc mãi không sao đi vào giấc được. Mệt mỏi, cô nhổm người dậy, định thần ra ngoài uống cốc nước cho bình tâm. Đúng lúc đó, cô nghe được có tiếng mở cổng và tiếng bước chân khe khẽ. Nép sát vào một bên, cô thấy bà Yến đang dẫn một người đàn ông trung niên vào một gian phòng khác, vừa đi vừa láo liên tứ bề. Có chút ngờ ngợ, Thương quyết định bám theo để xem hành tung của hai người ấy. Duy trì một khoảng cách vừa đủ, Thương thấy rõ mồn một trên tay người đàn ông đi cùng bà Yến là một cái bọc ni lông màu đen. Bên trong có thứ gì đó đang không ngừng giãy giụa. Đúng lúc này thì trời đột nhiên đổ mưa, tiếng sấm bắt đầu vang lên tới tấp. Từng tia sét theo sau cũng nhá lên từng tia ngang dọc, như thể muốn xé toạc cả một vùng trời rộng lớn mới vừa nãy vẫn còn rất đổi yên bình. Gió mỗi lúc một rít mạnh, khiến cho những cành cây to lớn ma sát vào nhau, tạo ra những tiếng kẽo cà kẽo kẹt như có ai đang đu võng trên đó. Cộng thêm tiếng mưa kêu rã rích
làm cho màn đêm càng trở nên đáng sợ, kéo ghì bước chân Thương tiến xa hơn về phía nơi mà bà Yến đang tới. Cắn chặt răng, Thương quyết tâm tìm cho ra sự thật đằng sau những biểu hiện kỳ lạ của vợ chồng bà Yến. Dẫu biết rằng chỉ một ngày nữa thôi cô sẽ được về lại Sài Gòn, nhưng còn Tài thì sao? Họ là ba mẹ của anh, đây là nhà của anh. Nếu họ đang làm một điều gì đó mờ ám, người gặp nguy hiểm đầu tiên chắc chắn sẽ là Tài. Lao mình vào cơn mưa lạnh buốt, Thương dò dẫm từng bước theo bà Yến và người đàn ông kia. Sau một hồi, cuối cùng họ cũng dừng lại ở một gian phòng khác. Đứng trước bậu cửa là ông Hoàng, đã ở đó chờ sẵn. Nói qua nói lại mấy câu, cả ba người nhanh chóng đi vào bên trong, rồi đóng kín cửa lại. Phía bên này, sau khi chắc chắn ba người họ đã thực sự vào trong, Thương ngay lập tức chạy đến bên vách tường bên cạnh để nghe lén. Xui xao bây giờ trời mưa khá to, vách tường lại rất dày nên cô không nghe rõ được. Nhìn qua ngó lại, Thương thấy gian phòng này có một cái lỗ thông gió rộng bằng cái đầu trẻ em, nhưng nó lại nằm ở nơi rất cao. Nếu muốn tiếp cận phải leo lên cây hòe gần đó. Nghĩ là làm, Thương sắn lại quần, trực tiếp đu người lên thân cây hòe, từng bước nhích lên tán cây. Ngặt nổi thân cây hòe thẳng đuột, trời đang mưa càng khiến cho nó thiếu đi độ bám dính. Da của cô lại quá mỏng và dễ tổn thương, khiến cho khi đã leo lên tới chỗ thông gió thì đã trầy da tróc vẩy khắp người. Nhịn đau, Thương cố rướn người, ghé sát mắt mình vào lỗ thông gió. Ở bên trong đèn được bật sáng, tiếng của người đàn ông lạ mặt vang lên sang sảng. Đây, bốn con gà mái dầu như anh chị đã yêu cầu, khó khăn lắm mới có được đó. Em phải xuống tận dưới đèo trộm từ lũ dân làng đó. Anh chị tính bồi bổ cho con bé trước khi hiến tế nó cho thủ lĩnh sao? Ôi, nó có chịu ăn cái mẹ gì đâu. Nghe thằng Tài nói là nhà nó theo đạo đó. Đúng là thứ ngu. Gà tươi ngon mọng nước như thế này mà chẳng biết đường hóc nữa. Nhưng vậy còn mấy con gà này thì tính sao đây anh? Mày đã mất công mang đến đây rồi thì ăn với tụi tao luôn đi. Vậy đợi tôi đi đặt nồi nước sôi để vặt lông đã. Thôi khỏi. Ông Hoàng gạt vắt lời vợ sang một bên, đoạn lôi con gà ra khỏi túi, trực tiếp cắn đứt cổ nó, rồi uống tiết ở ngực. À, ăn sống thì mới ngon chứ. Lão lúc này như biến thành một con người khác, ánh mắt sắc lẹm đỏ lồm, cái miệng banh ra hết cỡ để nhét con gà vào trong. Lúc đầu thì nó còn vùng vẫy dữ dội lắm, nhưng sau một hồi bị cắn xé và trút hết tiết trong người ra, con gà nằm im bất động, cứ thế để cho ông Hoàng nhai nuốt hết cả thịt lẫn xương. Thấy ông Hoàng đã bắt đầu trước, cả bà Yến cùng người đàn ông kia cũng hùa theo, trực tiếp vồ lấy một con, bẻ ngược cánh ra sau, rồi cho vào mồm nhai ngấu nghiến với khuôn mặt thích thú. Từng tiếng rệu rạo của việc nhai xương hòa chung với tiếng trăng trắc của việc bẻ tủy vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, vô hình chung tạo nên một khung cảnh quỷ dị đến kinh người. Ở trên cây, Thương chứng kiến hết tất cả. Cô sợ đến run lên cầm cập, biết bản thân đã không còn chút dũng khí nào để xem tiếp. Cô đang định tuột xuống để tìm đường thoát thân thì cửa của gian phòng đó đột nhiên mở ra. Ngay sau đó là tiếng bước chân khe khẽ đột ngột vang lên. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Từ trong nhà, người đàn ông lạ mắt đang từ từ bước ra. Dưới ánh đèn hắt ra từ trong phòng, cô lần đầu được thấy đủ ngoại hình của lão ta. Lão mặc bộ quần áo liệm màu vàng, chân đi dài người chết màu đen, khuôn mặt trắng đến rợn người, đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc như để tìm kiếm thứ gì đó. Hình như lão đang đi về phía cây hòe này. Cùng với tiếng bước chân khe khẽ,
khoảng cách giữa lão với cây hòe bây giờ ngày càng gần. Lòng Thương mỗi lúc một lạnh đi. Lẽ nào bọn họ đã phát hiện ra sự hiện diện của cô rồi? Không thể nào. Khoảng cách xa như thế, từ góc độ của lão ta, việc nhìn thấy cô là không thể. Thương cố hết sức nín thở, điều chỉnh tư thế người, khiến cho mình hoàn toàn nấp sau tán cây rậm rạp. Trừ phi cô thò đầu ra, nếu không lão ta tuyệt đối không thể phát hiện ra có người đang ở trên cây. Lão đi rất nhanh, như thể đang lướt đi trên mặt đất. Chưa tới 10 giây, lão đã đứng lù lù dưới gốc cây. Tim Thương lúc này như treo lên tận cổ. Có điều lão có vẻ như không muốn trèo lên cây, ngược lại chỉ trân trân nhìn lên tán lá. Mà cái góc nhìn của lão không phải là nhìn cô. Khoảng cách quá gần, Thương không dám nhìn lão ta thêm nữa, thu ánh mắt về, cố gắng hết sức nép người vào cành cây, mặt úp xuống, trong đầu điên cuồng nghĩ đối sách tiếp theo. Nếu như lão thực sự phát hiện ra cô thì làm như thế nào? Nhảy thẳng xuống rồi cắm đầu cắm cổ chạy? Hay là... Anh chị à! Lão đột nhiên gọi lớn, cái giọng trầm đục như vang vọng từ tận cùng của cõi âm ti. Có chuyện gì vậy chú? Khi nào rảnh, anh chị cho em đánh ít gỗ cây hòe này về nha. Chú muốn lấy thì lấy cả cây cũng được, mà chú cần để làm cái gì? Em dùng nó để đóng áo quan. Cây hòe nhà chị tính đến nay chắc cũng mấy chục năm rồi. Nó là một quỷ, lại mọc ngay âm luân nhãn của mảnh đất, cũng chính là nơi hấp tức âm khí, cho nên rất là vượng trong việc thu hút cô hồn dạ quỷ đến trú ngụ. Nếu dùng nó để bọc bộ hài cốt của em lại thì chắc chắn tu vi sẽ ngày càng tăng cao. Được chứ, khi nào chú sang đánh thì báo anh chị một tiếng là được. Nói thêm dăm ba câu, bà Yến tiễn người đàn ông lạ mặt ra cổng. Về phía bên này, sau khi nghe đoạn đối thoại vừa rồi, Thương biết người đàn ông kia đã chết. Thứ mà cô thấy nãy giờ chính là oan hồn của lão ta không chịu đi đầu thai, quyết lưu lại nhân gian làm hồn ma bóng quế hại người. Càng nghĩ cô lại càng thấy sợ. Những cảnh tượng kinh hoàng ấy như vượt quá sức chịu đựng của Thương. Cô mặc kệ tất cả mà trượt nhanh xuống, mặc cho từ phần ngực kéo dài đến đùi non đều đang rướm máu vì ma sát với thân cây sần sùi. Vừa chạy cô vừa ngoái nhìn về phía sau để đảm bảo rằng ba con ác quỷ kia sẽ không đuổi theo mình. Về đến phòng, thấy Tài vẫn đang ngủ say, lồng ngực trắng trỗi nhấp nhô theo từng nhịp điều hòa mới khiến cho cô trấn tĩnh đi không ít. Cởi vội bộ quần áo dính đầy máu và đất ra, Thương khoác lên mình một bộ váy sạch sẽ. Nằm nép sát vào Tài, Thương sợ đến mức không dám chợp mắt. Cô cứ liên tục đảo mắt, hết nhìn ra cửa sổ, lại đến cửa phòng. Vì lỡ đâu chợp mắt một cái thôi, cũng đủ thời gian để cho ba con ác quỷ kia chạy đến đây, cắn chết cô như cắn chết con gà ban nãy. Một tiếng, hai tiếng, rồi năm tiếng trôi qua. Thương cứ vậy mà trợn mắt thao láo để canh chừng cánh cửa. Không biết có phải do trải qua quá nhiều chuyện kinh dị khiến cho tinh thần cô luôn trong trạng thái căng thẳng hay không, mà ngay khi cảm nhận được một chút ấm áp và an toàn do ánh mặt trời mang lại, cô không kìm được mệt mỏi, liền ngủ thiếp đi. Không ai kêu dậy hay làm phiền, Thương đánh một giấc thẳng từ 5 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Mở mắt ra với một tinh thần mệt mỏi và nỗi sợ vẫn còn bủa vây, Thương tìm quanh căn phòng vẫn không thấy Tài đâu để kể lại mọi thứ. Kể cho anh biết ba mẹ anh là những con quỷ ăn thịt ghê tởm tới nhường nào. Chắc mẩm là anh đang ở bên ngoài, Thương ngay khi vừa bước ra khỏi cửa liền chạm mặt với bà Yến. Cô giật mình đánh thoát một cái, từng hình ảnh kinh dị đêm qua cứ như một đoạn phim tua ngược mà hiện ra trong đầu. Nhưng đến khi
thấy bà Yến đang khoác trên mình chiếc tạp dề màu đỏ. Hai con mắt thao láo nhìn về phía cô mà hỏi thăm. Thì Thương ngay lập tức cố lấy lại tỉnh táo. Con dậy rồi đó sao? Đỡ mệt hơn nhiều chưa? Dạ con đỡ hơn nhiều rồi. Con xin lỗi, hôm qua hơi mệt nên con dậy trễ. Chẳng phụ được nhà mình cái gì cả. Ôi, ở nông thôn cũng có việc gì mấy đâu con. Nhưng nếu con đã muốn giúp như vậy á, bác nhờ con ra đầu làng đón mấy đứa học sinh đi học về có được không? Đón học sinh đi học về là sao bác? À, do làng mình ở xa, cách trường học cũng tầm 20 cây số đó. Mỗi lần bọn trẻ muốn đi học là đều phải xuống chân đèo để bắt xe khách. Nhưng do tụi nó còn nhỏ quá, lúc đưa đi đón về đều phải có người lớn dẫn lên xuống núi. Bình thường bác sẽ phụ trách việc đó, nhưng nay bác mắc chút việc không có làm được. Con biết cái đường xuống núi mà phải không? Cứ men theo con đường đó, chừng nào thấy một cái đình nhỏ, kế bên có cây gạo thì dừng lại đợi. Nhớ là chỉ dừng ở đó, không có được đi quá thêm. Đúng 6 giờ xe khách trả người, tụi nhỏ sẽ tự động lên với con. Chịu khó giúp bác nghe. Dạ được ạ. Mà cho con hỏi anh Tài đâu rồi? Có đi chung với con được không? Nhìn chiếc tạp dề đỏ quạch như máu đeo bên hông bà ta, Thương biết chuyện từ chối là không thể. Việc quan trọng nhất lúc này chính là tìm Tài để nhờ anh giúp đỡ. Nhưng sau khi nhận được câu trả lời của bà Yến, Thương như chết lặng nửa phần hồn. Tài nó lên vườn với bác trai từ chiều rồi con, chắc cũng phải sẩm tối mới về đến nhà. Mà mấy đứa nhỏ nó ngoan lắm, cứ nói là thay bác Yến đến đón mấy đứa về nhà là tụi nó sẽ nghe thôi. Nói thêm đôi ba câu nữa, cuối cùng Thương vẫn phải một thân một mình đi đón lũ nhóc trong làng. Quả đúng như lời ông bà ta thường hay nói, đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Tuy chỉ mới gần 6 giờ chiều của ngày tháng 10 thôi mà bầu trời đã không còn vương chút nắng nào. Thay vào đó là màn đêm đã bao phủ hết con đường làng. Không gian dần trở nên tĩnh mịch và trời đã bắt đầu về đêm. Mai sau Thương sớm đã cầm theo một cái đèn pin, cho nên vững tâm thêm không ít. Sau tầm 10 phút đi bộ men theo con đường xuống núi, Thương cuối cùng cũng đã thấy ngôi đình nhỏ. Cách đó chừng 100 mét là cây gạo thập phần to lớn, thân cây hai người ôm không hết. Đến những nhánh cây cũng siêu vẹo nghiêng ngả, tán cây to rậm rạp như một cái đầu đang vươn ra, dùng tóc của mình che khuất cả một góc trời rộng lớn. Bước vào bên trong, Thương thở phào nhẹ nhõm, vì thấy trong đình vẫn còn vết tích của tàn thuốc chưa tắt do người trước để lại. Vậy là nơi này có người sống thường xuyên lui tới. Lại thêm từ vị trí cô đang ngồi, cách đường quốc lộ chỉ tầm 500 mét, tiếng xe cộ qua lại náo nhiệt vọng rõ bên tai. Thương thật sự rất muốn chạy xuống đó, cầu cứu mọi người đưa cô thoát khỏi nơi đây. Nhưng nhớ lại khung cảnh bà Yến mặc chiếc tạp dề màu đỏ, ánh mắt sắc lạnh như dao gằn lên từng chữ như cảnh cáo cô. Nhớ, chỉ dừng lại ở đó, không được đi quá thêm. Tuyệt đối không được đi quá thêm đó. Thương lại mất hoàn toàn nhuệ khí. Lại thêm, Tài, người cô yêu nhất trên đời, vẫn còn đang kẹt lại với gia đình của anh. Cứ nghĩ đến cảnh ông Hoàng bẻ ngược cánh con gà rồi cắn lìa cổ nó để ăn sống, cô lại không đành đoạn bỏ anh lại một mình. 4 năm nay, từ lúc quen nhau đến giờ, Tài chưa một lần khiến cho cô cảm thấy buồn tủi hay giận hờn, luôn ở bên cô động viên và giúp đỡ mỗi khi cô cảm thấy không ổn trong lòng. Từ lâu đối với Thương, Tài không chỉ là một người bạn trai, anh còn là một ngọn hải đăng soi rọi cô mỗi khi lạc đường, là chiếc giường êm nâng đỡ cô mỗi khi kiệt sức. Anh đã làm cho cô quá nhiều. Thương muốn lần này mình ít nhất phải đưa anh lành lặn trở về Sài Gòn và mãi mãi không quay trở lại đây nữa.
Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, bỗng cái đèn pin trong tay Thương cứ chớp tắt liên tục rồi tắt ngúm đi. Bóng tối tham lam nuốt trọn hết tất cả khoảng không gian xung quanh, chỉ để lại vài vệt sáng nơi phía cuối chân đèo. Trong bóng đêm, tai cô như bị một thứ gì đó bịt kín. Những âm thanh như tiếng xe cộ hay côn trùng khi nãy vẫn còn râm ran bên tai thì bây giờ bỗng nhiên im bặt, để lại đó một bầu không khí tĩnh lặng và nặng nề đến kinh người. Tim cô như thắt lại, toàn bộ dây thần kinh căng ra như sắp đứt đi vì cơn sợ hãi. Lúc này ngoài tiếng thở dồn dập và tim đập của mình ra, Thương chỉ có thể nghe loáng thoáng bên tai là tiếng cười cứ mỗi lúc một to dần lên. Thương nuốt nước bọt, không dám cả thở mạnh. Cô cố nghe rõ lại lần nữa xem có đúng là ai đó đang cười hay không. Có giỏi thì lên đây bắt em nè. Lần này tiếng cười đã vang hơn, rõ hơn và có cảm giác gần hơn. Nếu cô đoán không lầm, những tiếng cười ấy phát ra từ dưới gốc cây gạo phía trước. Lẽ nào là mấy đứa nhóc kia đi học về rồi hay sao? Thương thầm nghĩ, chân vô thức đi về nơi phát ra tiếng cười kia để xác thực. Và rồi đến lần thứ ba thì cô không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là có người đang cười, mà không phải là một người. Ít nhất là ba điệu cười khác nhau đang vang lên. Tất cả đều là tiếng cười của trẻ con, cứ như thể có một đám nhóc đang chạy nhảy chơi đùa với nhau vậy. Đúng lúc này thì chiếc đèn pin trong tay cô hoạt động trở lại. Tuy ánh sáng có yếu đi kha khá, nhưng vẫn đủ để cho cô thấy mọi thứ xung quanh. Có lại ánh sáng, cộng thêm việc mấy đứa trẻ đang ở gần đây, khiến cho Thương tự tin lên không ít. Cô nhanh chóng lia đèn pin, lăm lăm đi ra cây gạo nơi phát ra tiếng cười. Càng đi gần thì tiếng cười càng rõ hơn. Đến nơi, Thương giật mình đánh thót một cái khi thấy ở dưới gốc cây có hai đứa bé mặc đồng phục học sinh tiểu học đang đứng như trời trồng. Chúng không cao lắm, chắc chỉ tầm học lớp 4, lớp 5. Cả hai đều không phát hiện ra cô, chỉ chăm chăm ngước mặt lên tán cây mà hét lớn. Nè, chơi vậy đủ rồi, chúng mày có xuống nhanh không thì bảo, để bác Yến đợi lâu là ốm đòn đó. Không có ai đáp lại chúng, chỉ thấy tán cây gạo đôi khi rung lên khe khẽ như có ai đang đánh đu ở trên. Đúng lúc hai đứa ở dưới định hét lên lần nữa thì Thương bước tới chạm vào vai, khiến cho một trong hai đứa thét lên đầy sợ hãi. Thương theo tiếng thét đó cũng bị dọa cho giật mình. Cô luống cuống xin lỗi đứa bé rồi trấn an nó. Xin lỗi, chị không có ý dọa em sợ. Chị là cháu của bác Yến, bữa nay bác bận, chị thay bác đến đón các em về. Sau một thoáng sững sờ, hai đứa bé rất nhanh liền nắm được tình hình, vội lễ phép cúi đầu chào cô. Dạ em chào chị, nhưng chị đợi chúng em một lúc được không? Bây giờ chúng em vẫn chưa thể về được. Sao vậy? Mà còn mấy bạn khác đâu? Nãy chị thấy hai em đang nói chuyện với người nào nữa mà. Là em của tụi em á, nhưng nãy giờ tụi nó mê chơi, em gọi khẳng cổ mà vẫn chưa chịu xuống. Ủa, vậy tụi nó ở đâu vậy? Dạ, ở trên kia kìa chị. Rồi đứa bé chỉ tay lên phía tán cây. Thương cũng theo phản xạ ngước lên, hướng theo cái bàn tay ấy. Và rồi cô hét lên đầy kinh hãi khi lấp ló dưới những tán cây rậm rạp là ba đứa trẻ con. Chúng nhỏ xíu, như thể là học sinh mầm non. Nước da chúng tái nhợt như người bị chết đuối. Dưới ánh sáng của cái đèn pin từ tay của tụi nhỏ, cô thấy chúng đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, núp sau những tán lá mà trợn con mắt đỏ lồm về phía cô, phòng mang trợn má lên. Đứng trước cảnh tượng kinh dị ấy, Thương lúc này hầu như đã thất kinh bạt vía. Cô vô thức lùi dần về phía sau. Bỗng nhiên cô bị một thứ gì đó níu chặt lấy chân, khiến cho bản thân không trụ được mà ngã ngửa ra đất.
đảo mắt xuống phía dưới, đập vào mắt Thương là hai khuôn mặt bê bết máu với vô vàn miếng sẹo tươi lồi cả thịt ra bên ngoài, trông như vừa bị chiếc xe tải mạnh bạo cán qua. Không còn bộ đồng phục trắng tinh tươm nữa, giờ đây khoác lên mình của hai đứa trẻ kia là một bộ quần áo đã rách nát tả tơi. Thấm đẫm lên đó là vô số vệt máu loang lổ. Trong cơn sợ hãi tột độ, vang lên bên tai Thương là giọng nói ai oán của một trong hai đứa trẻ kia. Mỗi lần cái môi nứt nẻ của chúng há ra, những con dồi và chất dịch nhầy từ tử thi lâu ngày chưa phân hủy hết cứ liên tục ứa ra mà rơi thẳng xuống đất. Chị ơi, đừng chạy mà. Không phải bác Yến kêu chị đến đây đón tụi em sao? Chị mà chạy là không nghe lời bác Yến sẽ bị bác ăn thịt đó. Quá sợ hãi, Thương gào lên thất thanh, chân liên tục đạp thẳng vào mặt hai đứa trẻ ma, rồi nhanh chóng xoay người, vận hết tốc lực xuống hai chân mà toan chạy thoát. Nhưng chưa đi được nửa bước thì ba đứa trẻ trên cây kia đã nhảy bổ vào người cô, rồi ghì chặt xuống mặt đất. Chúng trường bên này, vắt bên kia. Thương muốn kêu cứu nhưng không thể, vì cổ họng đã bị chúng bóp chặt rồi siết mạnh. Thương bắt đầu thấy đau và khó thở, nhưng lại không thể lên tiếng. Thứ mà cô nghe được lúc này chỉ là tiếng cười văng vẳng ở hai bên tai. Ánh mắt Thương dần mờ đi, mặt tím tái lại vì không thở nổi. Và cứ thế cô liệm đi cho đến khi mất hẳn ý thức. Không biết qua bao lâu, Thương mới lờ mờ tỉnh dậy. Biết được bản thân vẫn còn sống, cô không kìm được mà khóc nấc lên. Ấy vậy mà cô cứ tưởng rằng mình đã phải bỏ xác trong tay lũ yêu ma quỷ quái kia rồi. Nhưng vui mừng chưa được mấy giây, Thương đã ngay lập tức sững sờ khi phát hiện ra nơi cô đang nằm là một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Nó hoàn toàn trống không. Thứ duy nhất cô nhìn thấy là một ngọn đuốc đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt giữa không gian mịt mùng. Bốn bề là tường bê tông xám ngắt. Đây là một căn phòng nhỏ hình lập phương, không có lấy một ô cửa sổ. Như thể cô đã bị bắt cóc và nhốt tại một cái nhà giam nào đó rồi. Thương chống tay ngồi dậy, bàn tay áp lên nền bê tông lạnh giá khiến cho cô có chút giật mình. Đảo mắt nhìn xung quanh, đầu cô lúc này đau như búa bổ sau chấn động kinh hoàng vừa rồi. Căn phòng này có độc một cánh cửa gỗ, không có cả tay nắm, như thể nó được đúc liền với bức tường bê tông. Dưới chân cánh cửa chỉ có một khe hẹp chừng 5 cm. Thương quỳ rạp, cố ghé mắt nhìn qua khe hở, nhưng không thấy gì ngoài một màu đen đặc quánh. Thậm chí tứ bề xung quanh đều im lặng một cách đáng sợ. Sợ hãi, bấn loạn, Thương gục hẳn xuống đất. Tâm trạng như bị một cái mỏ neo ngàn cân ghì chặt xuống vùng tận cùng của tuyệt vọng. Vậy là những chuyện ông Hoàng đề cập đến trong lúc ăn thịt gà tối qua đã trở thành sự thật. Thương chính là vật hiến tế cho một nghi thức nào đó. Những sự việc kỳ dị xảy ra với cô trong suốt mấy ngày hôm nay không phải là ngẫu nhiên. Ông Hoàng, bà Yến, rồi đến lũ trẻ ma quỷ, những kẻ đó không là gì nếu so với thứ mà cô chuẩn bị đối mặt, thứ mà chúng luôn tôn sùng gọi là thủ lĩnh. Vậy là cô chuẩn bị phải chết thật sao? Chết khi còn quá trẻ, và nhất là chết trong một hoàn cảnh quá khó coi, bị người yêu phản bội, trở thành con mồi của lũ ma quỷ ở cái đèo này. Đột nhiên sau lưng Thương truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Kẻ nhíu mày, cô lần theo ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc để tiến đến nơi phát ra tiếng động kia. Như chết đuối vớ được cọc, Thương đã tìm được cơ hội cứu sống bản thân. Trên nền có một cái rãnh rộng chừng khoảng 50 cm.
Nếu coi cánh cửa kia là mặt chính của căn phòng, thì cái rãnh này nối từ chân tường bên trái sang chân tường bên phải, đi ngang qua mặt cuối của căn phòng. Một dòng nước đục ngầu trăng trắng chảy từ trái sang phải, bốc mùi kinh khủng khác thường. Những chỗ bê tông tiếp xúc với nước đều bị biến thành một màu ô uế. Cô lấy tay đo thử chiều ngang của cái rãnh thì vừa khích với thân hình của mình. Bịt chặt mũi, Thương cho tay xuống để kiểm tra độ sâu. 30 cm. Cô thầm ước lượng, nếu như có thể luồn qua được cái rãnh nước này, cô nhất định sẽ có cơ hội thoát ra. Nghĩ là làm, Thương trực tiếp cởi hết quần áo ra, chỉ giữ lại độc nhất bộ đồ lót. So với việc bị lũ yêu ma ăn thịt, cô thà chết trôi trong một cái đống dung dịch nhớp nháp này còn hơn. Thương thận trọng cho một chân xuống trước để do thám. Thật may là nước nông choẹt, chân cô lập tức chạm đáy. Rãnh nước kéo dài sang một gian phòng khác, là một cái cống ngầm hình vuông. Thương ghé mặt xuống gần mặt nước để nhìn xem gian phòng bên kia là cái gì. Nhưng thứ mùi kinh khủng xộc vào mũi, làm cô nhổm dậy ngay, không dám quan sát nữa. Cắn chặt răng, cô ngâm toàn bộ cơ thể vào rãnh nước theo tư thế đang bò. Rất nhanh thứ nước bẩn thỉu đó bắt đầu ngập hết chân, rồi dần dần ngập kín người Thương, khiến cho cô cảm giác như có vô số sâu bọ bò lên khắp người, rồi bắt đầu gặm nhấm lấy thân xác mình. Nín thở, nhắm mắt, Thương cúi đầu xuống luồn vào cái cửa cống. Cống rất hẹp, nóc ở ngay trên đầu cô. Khi cô khẽ trướng người lên phía trước thì đỉnh đầu luôn chạm sát nóc cống. Mai sau, cô trường được khoảng 2 mét nữa thì cảm thấy bớt chật, đầu không chạm nóc nữa. Hình như cái cống ngầm này thông đến một nơi rộng rãi hơn. Thương cứ thế mà giữ nguyên tốc độ. Tầm 5 phút sau, cô thấy ở cuối đường ống có ánh sáng của mặt trời. Mừng rỡ, cô lao nhanh về phía trước. Điểm kết thúc của rãnh nước này là một đường ống nhỏ. Thương phải ngụp hẳn người xuống cống, ép chặt cơ thể đến mức tối đa mới khó khăn chui ra được bên ngoài. Thương gục hẳn xuống đất, miệng tham lam hớp từng ngụm không khí sau hơn 10 phút ngụp lặng dưới đường cống ngầm. Ngay khi cảm nhận được cái ấm áp của mặt trời đang phản chiếu trên da, Thương không nhịn được mà bật khóc nức nở. Cuối cùng cô cũng tìm được đường thoát thân rồi. Không để cho bản thân có cơ hội nghỉ ngơi quá lâu, Thương nhanh chóng xác định phương hướng để tìm đường ra đại lộ cầu cuốn. Nhưng ngặt nỗi cô lại không biết mình đang đứng ở đâu. Xung quanh tứ bề đều là cỏ cây hoa lá, căng muốn giãn đồng tử ra, vẫn không thấy một ngôi nhà hay sinh vật sống nào. Trước mắt cứ phải chạy đi đã, chạy thật xa khỏi cái nhà tù đáng sợ này. Nghĩ là làm, cô vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng mới chạy được tầm vài bước, cô đột nhiên bị thứ gì đó mạnh bạo kéo lại. Hắn hung hăng bụm lấy chặt miệng cô, rồi gắt lên khe khẽ. Thương, bình tĩnh lại, là anh nè. Quay đầu về phía sau, quả thật người đang ôm chặt lấy cô chính là Tài. Trên cơ thể anh lúc này chi chít những vết bầm tím đỏ, thậm chí có nơi như bị ai đó chém sượt qua, lồi cả một mảng xương trắng hiếu. Máu nhỏ thấm đẫm cả một góc người. Nhất thời hốt hoảng, cô ôm ngực anh cho hỏi lớn. Tài, sao lại thành ra như thế này? Anh vừa bị ai chém sao? Đối mặt với câu hỏi này, Tài trực tiếp bỏ qua, nhanh chóng cởi áo khoác bên ngoài rồi trùm lên người Thương. Đoàn quỳ xuống đưa lưng ra, ý bảo cô trèo lên, miệng liến thoắng. Vết thương ngoài da thôi, nhanh lên, nhân lúc đám ma quỷ đó đang bị phân tâm, anh dẫn em ra khỏi cái đèo này. Nhưng còn vết thương của anh thì sao? Nhanh lên đi. Thấy Tài bội vã như vậy, Thương không dám hỏi thêm, trực tiếp leo lên lưng anh rồi ôm ghì lấy. Tài bắt đầu chạy băng băng qua những cánh rừng với một tốc độ rất nhanh,
như thể đang lướt trên mặt đất. Có quá nhiều điều tò mò, Thương không nhịn được mà đánh liều hỏi. Vậy anh đã biết là ba mẹ của anh là ma rồi phải không? Tại sao anh còn đưa em về đây ra mắt? Anh không sợ cứu em ra như thế này sẽ bị ba mẹ bắt lại sao? Anh giết cô rồi. Đống vết thương này là do họ gây ra cho anh trong lúc giao đấu. Bây giờ lũ ma quỷ ở con đèo này đang tụ lại nhà anh rồi, nhất thời chưa bắt kịp mình được đâu. Còn lý do anh biết nơi này trùng trùng nguy hiểm mà vẫn đưa em tới, đó là gì? Tài cứ thế mà cõng cô cho đến tận khi ra khỏi con đèo này. Vừa đi anh vừa nói hết ra mọi chuyện. Từ việc khi xưa anh xuất thân từ một gia đình nghèo khó, cha mẹ mất sớm, chỉ có bà nội nuôi nấng anh nên người. Nhờ có thành tích tốt tại các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia nên anh được tuyển thẳng vào một trường đại học danh tiếng. Cũng chính tại ngôi trường này, anh đã bén duyên và đem lòng yêu thương ngay từ lần đầu gặp, trong một lần giao lưu văn hóa giữa các trường đại học. Thời gian thấm thoát trôi đi, đã tròn 4 năm họ tìm hiểu và bên nhau đến bây giờ. Ngay khi anh vừa được thăng chức trưởng phòng trong một công ty đa quốc gia, tự tin với tài chính mà bản thân kiếm được sẽ có thể lo cho Thương, anh quyết định về miền Trung để nhờ họ hàng đi hỏi cưới gia đình Thương giúp mình. Nhưng ông trời trêu ngươi người tốt, chuyến xe khách anh đi qua đèo thì bị tai nạn. Xác của anh nát bét nơi vực thẳm, hồn anh thì bị đám oan hồn vất vưởng nơi đây bắt lại, làm đầy tớ tai sai. Mỗi tháng phải tìm cách xô xe bắt hồn hành khách về cống nạp cho những con quỷ chúa ở nơi này. Những con quỷ chúa là những oan hồn đầu tiên bỏ mạng nơi nẻo đường Hải Vân. Chúng cũng chính là những người mà nhà anh thờ trong tự đường. Ông Hoàng và bà Yến không phải gia đình thật sự của anh. Đó là những người có hoàn cảnh giống anh, bị lũ quỷ núi kia xô xe chết rồi bắt làm tôi mọi. Họ quy lại thành một cái làng ma, phân vai vế gia đình theo pháp lực. Những tưởng việc anh biến thành ma trành đã đủ tệ rồi, nhưng vẫn còn việc khủng khiếp nhất với anh đang chuẩn bị xảy đến. Thông qua những mảnh ký ức còn sót lại, quỷ chúa biết Thương là bạn gái của Tài, và cô là người có nguyên hồn hoàn toàn trùng khớp với lão ta. Éo le làm sao, bởi vì Tài bạc vô âm tính tận 2 tháng, Thương sốt ruột đi tìm. Khi cô đi ngang qua con đèo này thì chiếc xe khách bị lũ quỷ núi xô xuống vực. Anh dù đã dùng hết sức lực còn sót lại cũng chỉ đủ giúp cô toàn thây. Nhưng cô mãi mãi sẽ là người thực vật, do ba hồn bảy phách đã bị câu đi gần hết. Những phần hồn phách không hoàn thiện của cô vất vưởng ở khắp nơi trên đoạn đèo xảy ra tai nạn. Quỷ chúa thấy vậy giao cho anh nhiệm vụ câu dẫn số hồn phách của cô lại, giao nộp cho hắn để thực hiện nghi lễ bế hồn, khiến cho Thương thay hắn làm quỷ núi ở đèo này. Thương không biết mình đã chết lâm sàng, và thân thể cô đang tưởng là da thịt, hóa ra chỉ là quỷ khí do tên quỷ chúa tạo ra. Tài thì không muốn như vậy. Anh muốn sau khi gom hết phần hồn phách của Thương sẽ lập tức dẫn cô thoát khỏi đèo này, thoát khỏi sự khống chế của đám yêu quỷ kia, để hồn phách cô tìm về với thân thể. Nhưng kế hoạch của anh đã nhanh chóng bị ông Hoàng và bà Yến phát giác. Mãi đến khi Tài hạ sát được họ mới có cơ hội dẫn cô khỏi đây. Nghe xong tất cả, Thương vẫn không chấp nhận được việc là mình và cả anh đã chết rồi. Nhưng nếu lắp ghép tất cả những sự kiện từ trước tới nay thì lời Tài nói không hoàn toàn là không có cơ sở. Đường lúc Thương đang chìm đắm trong đau khổ và hoang mang, Tài bỗng đặt cô xuống, ôm cô vào lòng. Anh chỉ có thể đưa em đến đây thôi. Em cứ việc đi về phía trước là ra khỏi địa phận cái đèo này. Lúc đó tự khắc hồn phách của em sẽ thoát khỏi giam cầm mà tìm về chân thân. Thương, hãy sống tốt kìa. Anh sẽ mãi dõi theo
và yêu em. Nước mắt Thương tuôn ra đầm đìa. Tại sao anh không đi cùng em? Tài nhìn cô mỉm cười, chứa trong nụ cười đó là một niềm đau vô bờ bến. Anh chết rồi Thương à. Bây giờ anh đã là ma của ngọn núi này, không thể đi khỏi đây quá ba bước. Quên anh đi, em vẫn còn một chặng đường dài để sống tiếp mà. Không, em sẽ không bao giờ quên anh cả. Nhất định sau khi em tỉnh lại, em sẽ tìm một pháp sư thật giỏi về đây, tiêu diệt hết lũ quái tai kia, chứ giải thoát cho anh. Được rồi, anh sẽ đợi em. Mãi mãi ở đây đợi em. Giờ thì đi đi, anh ngửi thấy mùi của bọn chúng đang tới gần rồi. Gạt nước mắt, cắn chặt môi, Thương theo hướng mà Tài đã chỉ định băng băng chạy tới. Cô không dám ngoái đầu lại, vì cô sợ nếu như chỉ thấy hình bóng của anh thêm một giây nữa thôi, cô sẽ không kìm được mà ở lại đây với anh. Sau gần 5 phút chạy liên tục không nghỉ, mặc kệ cho lòng bàn chân đang phồng rộp lên vì ma sát, mặc kệ cho mồ hôi nhễ nhại chảy xuống hàng mi, làm cho mắt cô cay xè bị sót, mặc cho những cơn đau từ tim truyền đi khắp tĩnh mạch trên cơ thể bị lao lực, Thương vẫn không chịu dừng lại, thậm chí còn cố gắng tăng thêm tốc độ. Cuối cùng ở phía cuối cánh rừng, Thương cũng nghe được tiếng xe cộ vang lên bên tai. Cô cố lết ra khỏi mép đường quốc lộ, rút chút sức lực cuối cùng để thoát ra khỏi khu vực của chúa quỷ kia. Ông ơi, ra đây xem nè, ngón tay con bé nó đang cử động nè. Bà Nhung hét lên trong sung sướng, theo sau là giọng của ông Bình cũng nấc nghẹn mà hùa theo. Tỉnh rồi, con bé tỉnh rồi bà ơi, con mình nó sống lại rồi. Hòa trong những tiếng hân hoan của người thân, phảng phất trong không khí, Thương còn cảm nhận được mùi thuốc xịt phòng diệt khuẩn cực nhạt. Cô quá quen với loại mùi này, nó là mùi của bệnh viện. Khó khăn mở mắt ra, đập vào mắt cô là cha mẹ đang nắm chặt lấy tay mình. Hai bên thành giường là bác sĩ và y tá. Họ thăm khám các chỉ số của Thương, cho hỏi han cô vài câu. Thương đều có thể trả lời được cả. À, thần kỳ thật đó. Rơi từ độ cao như thế mà không chết, cộng thêm tỉnh dậy sau chuỗi ngày sống thực vật mà vẫn tỉnh táo như thế này. Ôi, xin chúc mừng ông bà, cô Thương đã hoàn toàn tỉnh dậy và lấy lại được ý thức rồi. Việc đầu tiên Thương tỉnh dậy đó là hỏi chuyện gì đã xảy ra với mình. Theo lời kể của cha mẹ và người thân thì mọi việc diễn ra đều trùng khớp với những gì mà Tài đã nói. Không kìm được nước mắt, Thương trùm trướm hỏi mẹ. Vậy anh Tài thì sao? Xác anh ấy đã được người nhà đón về chưa? Bà Nhung nghe xong thì thoáng có một tia khó xử, nhưng không muốn giấu giếm con mình nên bà trực tiếp nói ra mọi sự. Thằng Tài thì cha mẹ nó mất sớm, ở với bà nội thì bà cũng mới mất cách đây một năm rồi. Vậy là người thân thích với nó trên đời này đã mất hết. Nên khi nhận được tin, công an qua điều tra đã xác thực được chính xác nơi thằng Tài bỏ mạng, thì cũng chẳng có ai đến để nhận xác mang về. Mẹ thì cũng mới biết tin này, nhưng mà do lúc đó con còn đang như thế này, mẹ cũng không còn tâm trí nào để... Không sao đâu mẹ, con hiểu mà. Thương khẽ an ủi mẹ, nhưng ánh lên trong mắt cô giờ đây chỉ có sự căm phẫn. Cùng là họ hàng với nhau, vậy mà họ lại trơ mắt ra nhìn thân xác anh bị bỏ lại nơi vực sâu heo hút. Thân xác không được tổ chức tang lễ để mở đường về với tổ tiên.
cuối cùng quá 49 ngày trở thành cô hồn già quỷ tại chính nơi mình đã chết. Siết chặt tay, cô tự thề với lòng sẽ đưa anh ra khỏi đó bằng mọi giá. Tìm đến ông Bình, Thương phủ phục xuống mà van nài: "Ba ơi, xin ba giúp con một chuyện có được không?" Nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của Thương, ông Bình biết chuyện từ chối là không thể được. Dù sao Tài cũng là một thằng bé tốt, bấy lâu nay ông đã gần như tiếp nhận Tài là một thành viên trong gia đình. Nay Thương đã khỏe, tảng đá trong lòng ông đã được dỡ ra. Ông vội đỡ con gái lên, quyết tâm giúp cô đón Tài về, cho anh một nơi mộ yên mã đẹp mãi mãi về sau. Rất nhanh ông Bình mời được một vị thầy pháp rất cao tay về làm lễ gọi hồn cho Tài. Công đoạn làm lễ rất là khó khăn, chủ yếu là do lũ yêu ma quỷ quái nơi đó gây trở ngại. Nhưng cuối cùng sau hơn 2 tuần ròng rã, linh hồn của Tài cũng đã được siêu thoát. Anh được cô đưa về an nghỉ ngay mộ phần của bà anh. Mỗi năm đến ngày giỗ, cô sẽ từ trong Nam ra với anh để ôm lại kỷ niệm giữa hai người. Chỉ có một điều đáng lo, đó là lũ quỷ núi ở con đèo ấy vẫn chưa bị tận diệt. Pháp lực của vị pháp sư kia không đủ, cứu được Tài ra khỏi tay chúng đã là một nhiệm vụ cửu tử nhất sinh rồi. Trước khi bỏ đi ở ẩn, ông còn không quên dặn Thương rằng: "Tuyệt đối không được bén mảng đến gần cái đèo đó thêm bất kỳ một lần nào nữa. Tôi chỉ mới cứu được cậu Tài và tiêu diệt được một vài con ma còn còn. Còn con quỷ chúa vẫn sống sót và lẫn trốn đâu đó trên ngọn đèo. Nó đã ghi thù với cô và gia đình cô rồi đó. Phải hết sức cẩn thận. Nó không đơn giản chỉ là một con quỷ biết ăn thịt người thôi đâu." Rồi Thương lại quay về với nhịp sống khi xưa. Mỗi ngày mỗi giờ, cô đều đang cố gắng thích ứng, tạm quên đi những ngày tháng có Tài, tập quen với những ngày tháng vờ như chưa từng đánh mất của chính mình. Tuy khó khăn và đau đớn, nhưng cô biết rồi mình sẽ vượt qua thôi. Vì Thương biết Tài sẽ không vui khi thấy cô cứ mãi đau đớn như thế này. Cho đến nay, con quỷ chúa nơi con đèo ấy vẫn chưa chết. Nó vẫn đang lẫn trốn đâu đó trên ngọn đèo để từ từ phục hưng lại sức mạnh như xưa. Nếu ai có đi ngang qua cung đường này, phải tuyệt đối hạn chế việc di chuyển trong đêm, bắt buộc phải trang bị cho mình những biện pháp đối phó. Cuối cùng, nếu có vô tình lạc vào một ngôi làng vô danh trên con đèo, hãy nhớ kỹ 5 điều cấm kỵ để không phải bỏ mạng trong tức tuổi. Đầu tiên, khi bước vào cổng, phải là chân trái bước trước. Thứ hai, khi gặp một người phụ nữ đeo chiếc tạp dề màu đỏ, vạn nhất không được cãi lời. Thứ ba, nếu đêm nào trời âm u có trăng tròn, tuyệt đối không được ra khỏi nhà nửa bước. Thứ tư, nếu đi trên đường thấy một đám đông đang tụ lại, phải ngay lập tức chạy ngược về nơi trú ẩn an toàn. Đặc biệt, khi được người dân trong làng tặng tiền hay đồ vật gì đó, tuyệt đối không được nhận. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Làng Ma Trên Đèo Hải Vân, một sáng tác của cây viết mới Ân Lâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.